Bạch Thầy, thời mạt pháp tuổi thọ con người giảm và không còn niềm tin Phật Pháp, con thấy không phù hợp vì con người tuổi thọ tăng cao hơn. Vậy thời mạt pháp đúng không? Thưa đại chúng, trong Phật Pháp có chia ra làm 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Bây giờ mình chỉ nói sơ chánh pháp, gọi là thiền định kiên cố, tức là thời đó con người ít những cái vật dụng xung quanh, dễ tu dễ chứng, mà đặc biệt là gần Phật, cho nên những gì cần thắc mắc thì có Phật để mà giải tỏa, cho nên gọi là chánh pháp. Tượng pháp, chữ tượng nghĩa là na ná, tương tượng, tương tự, nghĩa là người xưa dịch là chùa tháp kiên cố. Tức là khi thời tượng pháp thì nhiều chùa tháp to lớn nhưng sự tu nó thiếu, gọi là tượng pháp. Mạt pháp gọi là kiếp giảm. Dạ thưa, câu hỏi này nói là nếu mà nói là mạt pháp á, là niềm không còn niềm tin Phật Pháp, con người tuổi thọ giảm, thì vị này nói không đúng. Đang thấy con người tăng tuổi thọ, quý vị nghĩ có tăng không? Có không? Được mấy người? Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân. Trên núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Con người mình bây giờ mà sống tới 3 số là hiếm à, đa số là 2. 99 cũng mới có 2 số à, phải lên 100 mới kêu 3 số. Nhưng mà hiếm lắm. Ở trên núi cao tự có cây ngàn tuổi, nhưng dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Ngàn với 100 nó khác, kiếm 100 là hiếm rồi. Hồi sáng này có một vị Phật tử tới chúc Pháp Hòa, nói chúc thầy sống lâu 100 tuổi. Thầy kế bên thầy trả lời liền, thầy nói vậy thầy sắp đi rồi đó. Tại năm nay thầy cũng 50 rồi. Bất quá sống thêm 50 năm nữa thôi. Thưa đại chúng, chữ mạt pháp á, nói về kiếp giảm thì nó nhiều thứ giảm. Không phải chỉ giảm thọ, mà nó giảm niềm tin. Mà thế nào mà Phật Pháp bị giảm? Khi người con Phật không còn hiểu Phật Pháp một cách chân chánh, chừng đó mạt. Ngày nào chúng ta còn chịu khó học Phật Pháp thì chừng đó chưa mạt. Bởi vì trong kinh, ngài trong kinh luận á, Tổ Thiện Đạo có nói tới 5 điều mà làm cho Phật Pháp chưa bị mạt. Một là khi nào chúng ta còn gọi là tôn trọng chánh giáo. Mình còn tôn trọng chánh giáo không? Còn. Tôn trọng chánh giáo nghĩa là nếu người con Phật, người Phật tử, hay nói khác đi, cõi đời này chưa đến nổi gọi là vô đạo đức, hay là không còn niềm tin, nếu con người còn tôn trọng chân lý, tôn trọng lý lẽ để sống, tôn trọng sự thật. Nếu ngày nào mà tôn trọng chánh giáo, nếu nói theo Phật Pháp thì người Phật tử còn tôn trọng chánh giáo thì Pháp chưa mạt. Còn nói rộng ra, ngày nào xã hội con người còn biết tôn trọng sự thật, tôn trọng đạo lý, tìm học đạo lý thì Pháp chưa có mạt. Điều thứ hai, chỉ tức sân ác. Thế nào gọi là chỉ tức sân ác? Chữ chỉ là dừng, chữ tức là dứt, sân là hận, giận, tức. Còn ác là cái cực kỳ xấu xa. Như vậy, ngày nào con người chúng ta còn biết dừng cái xấu, dừng cái sân, dừng cái ác, dứt cái sân, dứt cái ác thì chánh pháp chưa đến nỗi mạt. Thôi bây giờ nói gần chút nha.
Phật tử còn đi chùa với nhau, còn học pháp hàng tuần, chùa đó chưa mạt. Huynh đệ đi chùa với nhau, giảm sân si với nhau, giảm hờn giận ganh tức với nhau, chùa đó chưa mạt. Mình nói gần thôi. Rồi gia đình nào mà còn biết nhẫn nại nhau, dứt cái sân hận với nhau, đình chỉ cái đối xử xấu với nhau, nhà đó chưa đến nỗi mạt. Như vậy mạt ở đây không có phải là mình nói hiện tượng, mà phải nói tới cái sự thực tập. Nếu ngày nào chúng ta còn thực tập cái đó chưa mạt, ngày nào đại chúng còn đi nghe pháp, em chưa mất job. Còn khi nào đại chúng không còn nghe nữa, em về hưu non. Vậy quý vị hiểu được chỗ đó chưa? Điều thứ ba, điều thứ ba làm cho chánh pháp chưa mạt, đó là gì? Đó là tôn kính sự thượng tòa. Kính sự thượng tòa là gì? Mình còn tôn trọng lẫn nhau. Người nhỏ biết kính người lớn, con biết kính cha mẹ, đệ tử biết tôn trọng thầy, người nhỏ biết kính người lớn, chưa mạt. Cho nên thí dụ như trong nhà mà lúc nào, xin lỗi, khi vợ chồng cái ngày đầu tiên gặp nhau là gì nè? Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, xoay mặt lại phu thê giao bái, lễ thành. Người Việt gọi là gì? Tương kính như tân. Chồng vợ mình phải tương quý, tương kính nhau, quý trọng nhau như người khách. Chính vì mình kính trọng như người khách cho nên mình không có nói lời thô khi giận, không có chửi cha mắng mẹ của người đó, không có kêu mày tao mắng giết người đó, dù mình có giận 9 xe 10 vàng. Ngày nào mình còn tôn trọng cái đó, nhà đó chưa mạt, tình cảm vợ chồng đó chưa mạt. Giận lắm là ông với tôi, còn không nói nữa, du với mi. Chứ còn không có mày tao. Vợ chồng mà lúc bình thường thương nhau là anh em ngọt xớt, tới hồi giận nhau mình nói lời thô, tới hồi mà quề lại ốt dột lắm. Biết ốt dột không? Khi nào mình còn chưa có tiện gọi là nhớ khi xưa gặp nhau chung một đường kẻ trước người sau. Đó là điều thứ ba mạt pháp chưa có. Gọi là gì? Kính sự thượng tòa. Điều thứ tư, ái lạc chánh pháp. Chữ ái là thích, thương, lạc là vui. Ngày nào có người chúng ta còn biết yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng chánh pháp, yêu chuộng lẽ thật, ưa chuộng đạo lý thì chưa đến nỗi. Có nhiều khi người ta mới bắt đầu, người ta nói một hai câu, thôi thôi được rồi, nói nhiều quá, giải đời hoài à. Chừng 2-3 lần thôi cái người đó người ta mất hứng, người ta không muốn nói nữa, cái cuối cùng không ai dạy mình nữa, không ai chỉ dẫn cho mình. Có nhiều khi ta mới vừa nói cái biết rồi, tôi biết rồi, tới hồi đụng tới không có gì để biết. Cho nên rốt cuộc á, cái gì cũng biết, gọi là biết hết á, mà đụng chuyện thì hết biết. Ái lạc chánh pháp. Điều thứ năm là thiện hối sơ tập. Chữ thiện là khéo, chữ hối là dạy, giáo hóa. Sơ tập là những người còn sơ cơ. Thí dụ trong chùa, những người mới biết đi chùa, mới tu tập, chúng ta gọi là sơ phát tâm, Phật tử sơ phát tâm.
Phật tử nào đi chùa lâu năm rồi là Phật tử bất thối chuyển. Lâu năm rồi, rành rỗi rồi, không có thay đổi. Ai nói ngửa nói ngang, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Cho nên khi nào mà người lớn còn lân mẫn tới người nhỏ, chỉ dẫn cho người nhỏ từng bước một, thì mạt pháp sao có được. Mình còn dạy dỗ cho nhau. Pháp Hòa ví dụ, cha mẹ không bao giờ bỏ cho con mình tự do, lúc nào cũng dạy hết đó. Lúc nào cũng dạy dỗ con cái mình từ ly từng tí. Nhưng mà mình phải khéo, khéo dạy. Khéo léo làm sao để cho con cái mình tiếp nhận được lời hướng dẫn đó. Ở trong chùa cũng vậy, người lâu năm khéo chỉ dẫn người mới tới. Người mới tới chịu khó học tập, không chống trái, không ghét bỏ người đó. Cho nên mình hay nói dạy con từ thở còn thơ. Còn câu kia để quý vị nói. Em nói câu đầu thôi. Nói câu thứ hai nói sao thầy rành vậy. Đó là năm điều mà Ngài Thiện Đạo dạy. Mạt pháp chưa đến nỗi. Pháp Hòa xin nói lại ha. Thứ nhất là tôn trọng chánh giáo, chỉ tức sân ác, kính trọng thượng tòa, ái lạc chánh pháp, thiện hối sơ tập. Nếu mà ngày nào chúng ta còn năm cái này, mạt pháp chưa đến nỗi. Một ngôi chùa, một ngôi nhà nào mà còn dẫn giảng cho nhau, chỉ dạy cho nhau, thì chỗ đó chưa đến nỗi. Như vậy mạt pháp khi nào chúng ta làm ngược lại năm cái này. Thí dụ ngày hôm nay mình sống trong thời dễ mạt, nhưng mà nếu chúng ta ý chí vững chãi, tinh tấn, kiên trì, làm sao mạt được. Mà nếu có mạt là tại chúng ta hiểu không tới, không thấu, thì chúng ta làm không đúng. Ví dụ nè, Phật tử chụp hình mà sợ chụp ba, cái này chánh pháp mạt rồi đó. Tại vì không có cái trường hợp sợ chụp ba người. Chụp cái ba người không chịu, nhất định phải lôi người thứ tư vô. Mà nếu mà cái người thứ tư họ không chịu, tại vì sao biết không? Chị nói chụp ba là tam tai, cộng tôi vô thành tứ quái. À bây giờ bốn không chịu phải không? Lôi người thứ năm vô, người thứ năm không chịu nó ngũ quỷ. Người thứ năm không chịu kéo người thứ sáu vô, người thứ sáu nhất định sẽ từ chối lục tặc. Người thứ sáu không chịu kéo người thứ bảy vô, người thứ bảy sẽ từ chối nói gì thất tình. Trời đất ơi, trong Phật pháp hàng hà sa số pháp số, sao mình không nói sợ chụp ba? Không sợ. Nếu chụp một nhất thừa, chụp hai nhị đế dung thông, chụp ba tam bảo, tam tôn, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Đứng hoài, mình chụp hoài, mình chết ba người kia vẫn đứng đó. Sao sao chụp ba? Chụp bốn tứ diệu đế, tứ vô lượng tâm, được không? À, chụp năm ngũ giới, ngũ thường, ngũ trí, ngũ ly bì. Phật tử mà nắm được Phật pháp rồi, nói cái gì tôi cũng có cách nói hết. Anh nói kiểu nào tôi nói cũng được hết. Pháp tôi đâu có mạt, trong tôi đầy ắp pháp. Anh nói pháp nào ra tôi cũng có pháp đó thôi. Phật được gọi là đấng pháp vương. Quý vị hiểu chữ pháp vương không? Pháp vương là gì? Là ông vua pháp. Tại sao gọi là pháp vương? Thế gian có pháp gì
Phật pháp có đó, pháp đó để độ. Thưa thầy, con tham quá. Thầy có pháp nào chỉ con? Tham là một pháp. Bố thí đi, bớt tham. Sống biết đủ đi, bớt tham. Đó là pháp đối lại cái tham. Thưa thầy, con sân quá. Quán vô thường đi, sống nay chết mai. Giận chi chống già, buồn nhau để chi, giận chi chống già. Cười lên đi, niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Ta cười tươi, ôi thật vui. Pháp vương là vậy đó. Thế gian có pháp gì, mình có pháp đó. Thế gian có món ăn nào, thức ăn chay có món đó. Đúng không? Nhưng mà mình kêu, thí dụ như người ta có bún bò Huế, mình kêu bún Huế thôi. Không có món gì không có. Đức Phật được gọi là pháp vương. Vì thế gian có những cái pháp bất thiện, Phật pháp có cái pháp thiện để chuyển hóa. Người ta có bệnh gì, Phật pháp có thuốc nấy. Cho nên chúng ta thường gọi chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Cho nên ngày nào chúng ta còn hiểu chánh pháp, hành chánh pháp, nói chánh pháp, không có mạt pháp, không có mắc cái gì phải sợ chục hai, chục ba, chục bốn đã. Trời đất ơi, đi đám cưới mà đếm nha, sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, ba đứa bỏ ra, thằng con mình nó lựa bày bạn, nó tới bưng mâm, nó để má ra đếm con. Đứa đầu là sanh dữ, bệnh tử, bỏ ra. Lát nó nói vậy ai bưng. Bởi vì tứ sanh lão bệnh tử, giữ cái đứa sanh à, bỏ chữ lão, bỏ đứa bệnh, bỏ đứa tử, mà nó bưng có 10 quả à. Quý vị hiểu yếu là nó Phật tử không có cái chuyện đó. Thắp cây nhang mà nó cong trội linh quá, làm như Phật rảnh lắm vậy đó. Phật ngồi, Phật ngồi đó nghe mình than xong cho nhang cong. Mình muốn nói Phật linh cứ linh, mà Phật nói, tôi không biết mấy vụ này. Cho nên mình là Phật tử, thí dụ thôi. Thí dụ bây giờ mình thắp cây hương mà có cái hiện tượng gì, tự tâm biết thôi, đừng quảng cáo. Tại cái đó không phải là cái mục đích của đạo Phật. Mục đích đạo Phật không phải nói nhang cong, nhang thẳng. Mục đích của đạo Phật là làm sao tâm tư mình được giải thoát những cái chấp trước của thế gian, sống cuộc đời an lạc ngay trong kiếp này. Sống an lạc, chết sẽ an lạc. Cho nên niết bàn sẽ có nếu đời sống chúng ta bỏ được những cái chấp trước đó. Vậy bây giờ quý vị hiểu được chữ mạt pháp không? Mạt pháp không mạt nếu chúng ta hiểu chánh pháp. Thưa thầy, con xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Thầy giải thích cho con hiểu tại sao Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù lại để cùng với tượng Phật Thích Ca, còn Quan Âm Bồ Tát và Thế Chí Bồ Tát lại đi cùng với Di Đà. Tại hai người này hai phe, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí một phe. Phe này ở phương Tây. Văn Thù, Phổ Hiền, Thích Ca một phe. Phe ở cõi Ta Bà. Tu hành cũng có phe đó, thấy không? Thưa đại chúng, trong kinh có câu á, nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật ra đời, ngàn Phật phò trợ. Đúng không? Hôm nay nè, một người kêu gọi khóa tu, ngàn Phật tới hộ trì. Em không có nói em mà nha, em nói thầy Quảng Hiếu. Mình làm việc gì mà có người ủng hộ, mình yên tâm làm hơn.
Phật Di Đà ngày xưa Ngài là một ông vua. Ngài phát nguyện: tôi nguyện đem tất cả công đức tu tập tạo cảnh giới thanh tịnh an lành để đưa những chúng sanh khổ não mà họ cầu về cảnh an lành về đó. Có hai người con trai. Hai người con trai đó đứng lên phát nguyện: Daddy ở đâu, con xin ở đó. Và xin phò trợ cho Daddy. Cho nên Phật Di Đà là cha, Quan Âm Thế Chí là hai thái tử con của Ngài. Chuyện này thiệt em không, em không biết. Kinh nói sao em nói vậy. Kinh Bi Hoa có kể chuyện đó. Đức Phật Di Đà có bốn người con trai: Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí. Đó là bốn người con trai của Ngài khi Ngài chưa thành Phật. Cho nên có cái bài sám Di Đà đó: Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. Hai ông này là bạn. Bạn là Bảo Hải, Bảo Hải tức là Phật Thích Ca. Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. Như vậy thì một người mà phát nguyện làm lành phải có người phò trợ. Đó là mình nói theo cái lý, nghĩa là cái thông thường cho chúng sanh. Còn mình nói theo cái thâm sâu đạo lý. Phật Thích Ca biểu tượng cho tinh tấn. Quý vị thấy sự tinh tấn của Đức Phật không? Nếu hiện đời này Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Chim hót trên vai sương phủ áo, hư kề dưới gối tuyết đơm hoa. Cho nên Đức Phật Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn, còn Đức Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho việc làm, là hành động. Cho nên sự tinh tấn này không thể thiếu hai phần: trí tuệ và hành động. Nếu thiếu trí tuệ thì sự tinh tấn không liên tục, thiếu trí tuệ thì hành động không liên tục. Cho nên hai người này phò tinh tấn, trí tuệ và việc làm giúp cho sự tinh tấn kiên trì mãi mãi. Mình biết tu sẽ có kết quả, cho nên giờ có cực một chút ráng tu. Cái này Phật gọi là trước khổ sau vui. Còn không chịu tu, trước vui sau khổ. Còn bê bát nữa, trước khổ sau khổ. Còn tu giỏi nữa, trước vui sau vui. Cho nên Phật Thích Ca là tinh tấn, Văn Thù là trí tuệ, Phổ Hiền là hạnh nguyện. Nếu không có hai cái năng lực này phò trợ, sự tinh tấn không kiên trì. Cho nên người nào muốn tu tinh tấn là người đó phải đủ năng lực nhận biết. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống Ta Bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Vậy quý vị hiểu không? Thì Đức Phổ Hiền, Đức Văn Thù, Đức Thích Ca, chúng ta thường gọi là Ta Bà Tam Thánh. Ba vị thánh ở cõi Ta Bà. Còn nói theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mai mốt quý vị đi tới mấy cái chùa cổ đó, chùa nào mà rộng lớn, người ta xây cái điện thờ ba vị, ở ngoài trước ta để bốn chữ Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mặc dù người ta đóng cửa, mình vẫn biết, đi ngang điện này biết trong này có ba vị nè: Phật Thích Ca, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát. Ta Bà Tam Thánh hay là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn Phật Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Đại Thế Chí là tượng trưng cho hùng lực. Từ bi mà không có dũng mãnh thì từ bi dễ bị dọa, dễ bị thối lui.
Trong kinh Phật có kể câu chuyện, Phật nói có một đoàn quân sắp sửa ra trận. Có một tên lính chạy vô: bẩm đại vương, ngoài biên thùy 10.000 binh giặc. Đại vương cẩn thận, kẻo nơi này sẽ không còn gì. Ông vua nghe nói ở bên kia có 10.000 binh lính, kêu binh lui, không dám đánh nữa. Đức Phật nói người tu mình không khéo cũng vậy đó. Mình đi chùa mình tu, thí dụ thôi, mình tới cái chùa đó mình làm công quả đi, cái có người nói: trời ơi, bà dám vô chùa đó công quả hả, bà chằn không á? Không dám đi. Mình sắp sửa lâm trận, tự nhiên nghe dọ cái thụt lui. Người nào mà tiến bước thì người đó có trí tuệ của Bát Nhã. Tại vì Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ đó có ba bậc: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã là mình nói nghe thôi, nói kinh điển rồi nghe, đó là văn tự. Nhưng nếu chúng ta hiểu cái đó mà chúng ta không tư duy thì thiếu cái phần đó, gọi là không có quán chiếu. Cho nên người mà người nào thật chứng được là người đó có tư duy, có lắng nghe, có tư duy, cho nên người đó thật chứng. Thế cũng như vậy, sự thanh tịnh của chúng ta nếu không đủ dũng mãnh, mình sẽ bị người khác làm náo động, xáo trộn, không còn đủ sự thanh tịnh để tiến tu. Mình làm việc thiện mà nghe người ta nói tới nói lui, lát mình có thể bỏ việc thiện đó. Cho nên từ bi phải có thêm chút năng lực của thế chí là dũng lực, phò trợ Đức Di Đà. Vậy thì ba cái vị đứng đó là biểu tượng của hạnh tu. Và xin thưa đại chúng là tất cả Phật Bồ Tát đều có biểu tượng cho pháp môn tu hết. Thí dụ như tượng Phật ngồi cười hoan hỷ, chúng ta thường gọi là Bồ Tát Di Lặc, hay là Phật Di Lặc là tượng trưng cho hoan hỷ. Sao để cái bụng ngày to chi vậy? Bụng to đó không phải giống như mình ăn nhiều nó phát ách, mà cái bụng đó thường được người xưa ca ngợi như thế này: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng to chứa nhiều, chứa những điều người đời khó chứa. Lòng từ bi hay xả bỏ, xả những điều chúng sanh khó xả. Cho nên cái bụng to và nụ cười của Ngài biểu tượng cho xả và chứa. Chứa những điều mà người đời khó chứa, cười những điều mà người đời khó cười. Trời ơi, sao nó nói móc chị mà chị vẫn cười vậy? Rồi nó mới có móc mà, chưa chết, mắt chị khổ. Hiểu ý không? Nụ cười là tượng trưng cho xả, mà cái bụng bự là tượng trưng cho chứa. Mà người đời mình cười không nổi khi mình chưa xả, bệnh hoài là do mình chứa nhiều. Cho nên lễ Đức Phật Di Lặc á, lại Ngài đó, mà cứ lấy cái tay rờ cái bụng của Ngài mà mình không có nghĩ chuyện khác đâu. Rờ chi biết không? Có tiền, có tiền, có tiền. Tưởng cái bụng ổng bụng tiền. Cho nên Phật nào cũng bị quẹt. Quan Âm rờ: phù hộ con Quan Âm ơi, con bệnh quá Quan Âm ơi. Ông nói: mi rửa tay chưa? Nhất là cái lúc này á nghe. Vậy quý vị hiểu bộ ba không? Kính thưa Thầy, cho con hỏi làm sao để chuyển nghiệp. Cuộc đời mình không như ý có phải nghiệp từ kiếp trước? Nhưng con thấy có người sống tốt nhưng cuối đời họ vẫn hiểm nghèo, vợ con từ bỏ, không người thân đến thăm, không người thân bên cạnh.
gieo nhân nào hoặc gặt quả nấy, nhưng con thấy thực tế không như vậy. Kiếp này có dính tới kiếp trước or kiếp trước sao hay không? Đời này mình làm thiện á, mình mới làm đời này à. Thưa đại chúng, nhân quả là ba đời. Có những cái nhân nó trổ bây giờ, cái đó gọi là hiện báo. Có những cái nhân nó phải sau này nó mới trổ, gọi là hậu báo. Ví dụ mình trồng cái ớt hồi tháng 3, tháng 6, tháng 7 có trái. Nhưng mình trồng cây cam, cây quýt, cây bưởi phải 3 năm mới có trái. Vậy thì có những cái nhân không phải mình gieo đời này mà liền có quả. Nhưng mình nếu mình tin rằng đời có nhân quả thì đừng có, mình cứ tin tưởng cái đó rồi cứ tiếp tục gieo nhân thiện. Mặc dù đời này mình thường gặp quả bất thiện, nhưng mình biết rằng những cái quả nào không lành đó là quả mình trồng ở trước. Còn như mà mình thối tâm thối chí vì mình thấy mình làm thiện mà sao không thấy điều thiện, thì mình bỏ điều thiện thì đời quá khứ bất thiện, đời hiện tại bất thiện, thì quả quả nó dồn. Có nhiều người á bầm một số ớt dồn trong trái ớt, thành thử ra cái đó gọi là gì? Khổ khổ. Đời đã khổ rồi còn lại hiềm khích lẫn nhau, nói xấu nói tốt nhau, cái đó gọi là khổ khổ đó. Còn thân này vốn đã bất tịnh rồi mà còn nay đau mai bệnh, khổ khổ. Mình nói có nhất sao là đã thất bổn rồi, chưa kịp tới tam sao nữa. Người ta thường nói tam sao thất bổn á, ba lần sao chép là mất đi cái gốc. Nhưng mà đời này người ta lãng tai, nhất sao là thất bổn. Bà kia đi chợ về nói trời nãy tôi đi chợ tôi gặp cái ông đóng cán chết con vịt, vô tới giữa sớm cái chát hết bầy vịt, tới cuối sớm nguyên đàn vịt. Trời ơi nghe vịt chết quá chạy ra kiếm vịt, không có gì hết, kêu đúng là tinh vịt. Rốt cuộc không có con vịt nào. Có một lần Pháp Hòa đi giảng thì mới vừa xuống phi trường thì thầy trụ trì ông ra ông đón, cái ông rủ đi thăm bệnh. Nó có một Phật tử bệnh nặng đi thăm, thầy mới gọi về chùa, thầy nói quý Phật tử ở nhà đừng có chờ nghe, thầy với thôi thầy Pháp Hòa đi bệnh viện chậm hết. Trời ơi ở nhà đồn lên thầy Pháp Hòa vừa xuống vô bệnh viện rồi. Hồi nãy có anh Phật tử anh đứng ở chụp hình, anh đứng cho mấy bác, cái anh gặp có con cô tóc xùi xùi, anh ấy dán tóc lên mà anh không thấy ai. Em nghe em nhột chứ, em có hỏi ngược anh, hỏi anh nói ai, thôi kệ mình cũng vuốt cái hết. Vui không? Ăn cơm đi gì có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Chùa vui lắm. Có một Phật tử vô chùa hỏi một sư cô, mà cô này cổ người miền Tây cho nên cổ không biết nói chữ EG. Cổ nói sư cô có bầu không? Con nhớ năm ngoái cô có chồng mà. Con nhớ năm ngoái cô có trồng bầu, trồng cây bầu. Vậy năm nay cô có trái bầu không? Mà cổ hỏi ngắn gọn vậy đó. Sư cô có bầu không? Con nhớ sư cô có chồng mà. Cổ đỏ mặt rồi. Hôm sau cũng cô này tiếp,
cổ cầm một cái cây bầu, cô vô cô hỏi sư cô lấy chồng không? Không lấy con lấy ạ. Cô hỏi sư cô là sư cô có trồng cây bầu này không? Không lấy con lấy về con trồng. Mà cô hỏi gọn vậy đó, cô cầm cây bầu hỏi sư cô lấy chồng không? Không lấy con lấy à. Bữa nào mình phải làm một cái collection những câu chuyện xảy ra trong nhà chùa đó. Nam mô Di Đà Phật, con kính xin thầy giúp con cách nào cho các con của con được trí tuệ sáng suốt. Mặc dầu các con của con theo đạo Phật nhưng không chịu học theo giáo lý Phật pháp và hay cằn nhằn than phiền con. Họ có trí tuệ đó, họ mới biết mình phiền họ than. Thưa, có nhiều khi mình nghĩ là con cái mình phải biết cái mà chúng ta gọi là Phật pháp, ví dụ như biết tam bảo, biết tứ đế, rồi vậy mình kêu là biết Phật pháp. Nhưng bây giờ bác nghĩ đơn giản thôi, có thể con mình không có hiểu Phật pháp một cách rành rỗi chữ nghĩa, nhưng con mình đã sống đúng theo tiêu chuẩn của đạo Phật. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, cứu giúp mọi người. Có nhiều khi người ta không cần nói Phật pháp mà người ta sống rất Phật pháp. Người có trí người ta sống vậy thôi, ta không cần nói nhiều. Cho nên bác để ý lại cái đó, có phải không? Và không phải tính sao. Con là Phật tử, ở nhà chỉ nghe pháp của thầy trên YouTube, kinh đọc hoài mà không thuộc. Hôm nay được diện kiến thầy thật là phước báo vô biên. Kính thầy giúp con đọc kinh ngắn gọn trước khi ăn. Vậy mỗi lần ăn gọi em, em đọc cho ăn. Em cũng rảnh lắm. Ý muốn học bài kinh đọc kinh á, cậu ai coi kinh ăn cơm phải không? Thật sự ra không có kinh gì kinh ăn cơm hết á. Nhưng mà khi chúng ta ăn, chúng ta khởi niệm là kinh thôi. Bởi vì kinh nghĩa là gì? Chữ kinh có hai nghĩa, khế lý và khế cơ, gọi là kinh. Khế lý là hợp chân lý, khế cơ là hợp căn cơ, gọi là kinh. Ví dụ như bây giờ ngay lúc này ăn cơm, mình chắp tay là mình đọc: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Hay là mình đọc: ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn tam bảo, ơn thầy mẹ cha, ơn người tính chủ đàn na, con nguyện học đạo vị tha đáp đền. Nghe như bài thơ vậy đó. Nhưng mà cái bài thơ đó hợp lúc là khế cơ, hợp lý là nói đúng. Có nhiều khi mình nói lý mà không đúng cơ. Ví dụ như con nít nó nhỏ xíu à, chắp tay lời con, đọc một lô, lần sau kêu ăn cơm với ngoại, thôi ngoại ăn mình đi. Nó nhỏ, mình cho nó tụng nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thậm chí quý vị chỉ cần nâng chén cơm lên nè, không cần biết mình ăn chay ăn mặn, cứ mỗi lần nâng bát cơm lên đọc ba câu: dứt miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác; miếng cơm thứ nhì, nguyện làm các việc lành; miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhiều đó đủ kinh rồi. Bốn mươi lăm năm thuyết pháp của Đức Phật, một hàng trăm quyển kinh còn lưu lại không ngoài ba câu đó: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Con có câu hỏi nhờ thầy giúp giùm. Phật tử tới chùa lên chánh điện mang dép có được không?
tại sao vào phòng vệ sinh phải đổi dép? Tại vì chùa này dư dép. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta lên chánh điện á, theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam là chúng ta phải cởi dép để bên ngoài. Bởi vì chánh điện đã là chánh điện, nghĩa là cái điện chánh nhất của cái chùa đó, không phải là điện phụ, nó là cái điện chánh nhất của một ngôi chùa. Tiếng Anh dịch là main hall. Thì trong cái điện đó có thờ Phật Tam Bảo, cho nên chúng ta phải kính trọng, không làm ô uế. Vì vậy cho nên chúng ta không mang giày dép vào chùa. Lỡ ai mang dép vào chùa thì chúng ta nhẹ nhàng nhắc thôi: chị ơi, chị hoan hỷ để dép bên ngoài. Nhiêu đủ rồi. Trời 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 trời, tội chết nghe không. Ô cha, cái bà này bà nói thôi, con đôi dép mà tôi tội quá. Mình cũng có cách nói, nhưng mà cái cách mình nói cho người ta dễ chịu. Nhiều khi người ta quên chứ người ta không có cố ý. Chị hoan hỷ để dép bên ngoài, tại vì tất cả chúng ta vào chánh điện không có mang dép. Người ta giật mình liền. Còn đối riêng với trong luật, khi đi vào nhà vệ sinh chúng ta đổi dép, là bởi vì trong nhà vệ sinh những cái chất tạp dơ trong đó, mình không muốn mang cái gì trong cái bẩn dơ đó rồi dẫm đạp lên chỗ khác. Thí dụ bây giờ mình mang cái đôi vớ vào trong đó, lỡ trong đó dơ mình ướt vớ, thì mình chính bản thân mình là đã thiệt thôi. Mình mang cái đôi dép, đôi giày nó, đôi vớ nó ướt nhẹp cả ngày khó chịu, cho nên thay đôi dép để chắc chắn rằng vớ mình không bị ướt dơ. Và khi ướt dơ là chắc chắn những tạp, những chất nước ở trong đó phần lớn là nước dơ. Cho nên để tránh trường hợp chúng ta dẫm cái dơ đi khắp cùng, đặc biệt là chánh điện. Ví dụ mình mang đôi vớ dẫm nhầm nước dơ lên chánh điện, dù không mang dép nhưng vẫn còn mang vớ, thì chánh điện cũng sẽ bị dơ. Cho nên đó là một sự tôn trọng. Nếu nói gần gũi thì mình cũng giúp cho cái ban lau dọn, người ta đỡ cực. Thế thôi. Trong luật dạy là đi vào trong nhà vệ sinh thì chúng ta cần phải đổi dép. Nhưng mà nó cũng tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Ví dụ như mình đi ra ngoài phi trường, chỗ công cộng, dép đâu đổi, thì phải chấp nhận vậy thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta ứng dụng, làm sao mà chúng ta linh động được cái giáo pháp đó, thì chúng ta là người hiểu đạo và tu đạo. Chứ không có phải mình cứ ngắt như vậy. Con rất hân hạnh được gặp thầy hôm nay, xin hỏi thầy một câu: cúng cơm cho người đã mất bao nhiêu là đủ để người đó không bị đói? Tùy theo số tuổi cúng. Trẻ cúng nhiều, già cúng ít. Người có răng thì cúng cơm, người không răng cúng cháo. Người răng khỏe cúng mía. Thưa đại chúng, mình cúng bao nhiêu cũng sao đủ. Thường thường ta nói vậy nè: nhang không cần thắp nhiều, một nén tâm thành cũng đủ. Cơm nước không cần ê hề, bằng tâm thành một chút cũng đủ. Bởi vì lúc đó mình chuyển lương thực bằng tâm. Và người chết không ăn theo cái lối ăn của mình là đoàn thực. Người chết là xúc thực thôi. Xúc thực là ngửi, đoàn thực là nhai nuốt như mình đó. Con người mình còn sống đó, con người mình còn sống để thức ăn vô miệng nhai nhỏ nhỏ, nhỏ nuốt, gọi là đoàn thực. Còn người mất, người âm, người ta không có ăn kiểu đó. Ví dụ như mình đem lên bàn, mình nói: má ơi, má về ăn cơm không đủ báo con biết nha má. Nếu má về má nói thiếu con, dám xuống nấu tiếp không? Bỏ chạy liền. Trời, má tôi lưng quá, con muốn cúng người ta mà hỏi em, em có ăn đâu em biết.
cúng người đó, hỏi người đó, is that enough? Thật ra quý vị thấy khi mình cúng cô hồn không? Con chén cháo à, mà cô hồn thì vô số. Bây giờ quý vị bưng một nồi cũng không đủ nữa, tại quý thầy thỉnh quá trời thỉnh luôn. Nào là thập loại cô hồn, pháp giới cô hồn, kêu đủ thứ hết, hà sa đẳng chúng tứ sanh, ôi kêu mà có một tô cháo. Vậy thì lúc đó mình cúng bằng cái gì mà họ đủ? Bằng cái tâm biến thực biến thủy của mình. Có bao giờ quý vị ăn có một chút mà quý vị no không? Cũng có chứ, đôi khi không ăn cũng no. Trưa giờ Pháp Hòa chưa ăn gì mà vẫn no, tại ăn câu hỏi nè. Thì xin thưa đại chúng là người mất là xúc thực, còn người sống chúng ta là đoàn thực. Chúng ta cúng là tùy theo sức mình cúng, còn no đủ hay không là tùy tâm mình hiến hướng cho người ta. Đặc biệt là khi cúng, cúng cho họ là quán tưởng thực phẩm chứ đừng quán tưởng cái khác. Khi mình tụng, thậm chí mình không biết tụng gì hết á, khấn người mất xong rồi, Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Giai Bảo Mãn Bồ Tát, cầu cho người đó no đủ. Và sự cúng thí này rộng khắp. Xin thầy giải thích cho con biết tại sao vào chùa lại Phật trước phải lại tổ, và tại sao bàn thờ tổ đường đặt sau lưng chánh điện và kế bên bàn thờ tổ thường là bàn thờ vong. Kính mong thầy cho con hiểu. Thưa đại chúng, đây là cái cách bày trí bàn thờ theo văn hóa của Phật giáo Việt Nam, chứ không có cái luật gì hết á. Đây là theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam thôi. Chúng ta gọi là tiền Phật hậu tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Trước thờ Phật, sau thờ tổ. Nhưng mà tổ này là tổ gì? Tổ này là tổ tiên, những vị tổ tiên, những bậc tiền bối của chúng ta. Và các vị tổ tiên này chúng ta gồm có hai phần. Một là tổ tiên tâm linh, hai là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên tâm linh là những bậc hòa thượng, sư trưởng, những người đã dạy cho chúng ta biết đạo lý giáo pháp. Còn tổ tiên huyết thống chính là cha mẹ, bà con, quyến thuộc của chúng ta. Vì đó là tổ đường, nơi thờ tổ, cho nên chúng ta thờ đủ hai nguồn tổ tiên của mỗi người chúng ta. Đó là tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Người sanh mình ra, nuôi mình lớn là cha mẹ, ông bà. Người dạy cho mình biết chữ nghĩa, biết lễ giáo, đó là tổ tiên tâm linh, những bậc thầy của chúng ta từ trường học tới nhà chùa. Cho nên đối với chúng ta luôn luôn tri ơn và thể hiện lòng tri ơn bằng cách thờ phụng. Cho nên chúng ta có bàn thờ tổ tiên. Ở nhà mình không thờ vậy được thì mình thờ gì? Thượng Phật hạ tổ tiên, trên thờ Phật, dưới thờ ông bà. Còn ở chùa vì cái chu vi rộng cho nên chúng ta tiền Phật hậu tổ. Người Huế đó thờ kiểu vậy đó. Quý vị đến những gia đình người Huế, quý vị sẽ thấy cách thờ tiền Phật hậu tổ. Ở phía trước là một cái bàn thờ cao, thờ Phật. Ở phía sau bàn thờ thấp hơn, thờ ông bà. Cho nên mỗi khi mình đứng trước bàn thờ Phật, mình lễ xuống, tức là mình vọng bái ông bà phía sau luôn. Đó là cách thờ theo người Huế, gọi là tiền Phật hậu tổ. Đó là cái cách thờ của văn hóa Việt Nam, chứ không có luật lệ nào hết. Nhưng mà bởi vì chúng ta là một người sống luôn luôn ghi nhận hai nguồn ân đức, đó là tổ tiên tâm linh và huyết thống, cho nên Hòa Thượng Làng Mai mới làm câu đối để thờ trong đó. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Gốc rễ tâm linh tức là các vị tổ mà đã dạy cho mình đây, bồi đắp. Rõ ràng là mình đang làm cái việc gốc rễ tâm linh xin bồi đắp nè. Hồi nhỏ má mình vẫn đi chùa, bây giờ mẹ mất rồi mình vẫn tiếp tục con đường đi chùa và hướng dẫn con mình đi chùa, gọi là gốc rễ tâm linh xin bồi đắp.
suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Chúng ta có thân thể khỏe mạnh thì chúng ta phải gìn giữ để tiếp tục cho những đứa con mình được sự sức khỏe bình an. Còn vấn đề tại sao chúng ta xá tổ trước mới lên xá Phật, mà trước khi xá tổ chúng ta đối diện với nhau, chúng ta xá nhau rồi mới xá tổ. Lên chánh điện cũng vậy, đối diện xá nhau rồi mới xá Phật. Tại sao thế? Bởi vì cũng theo cái quan niệm thường tình, Phật thì cách mình quá xa, còn tổ thì gần mình nhất. Nhờ tổ mà mình biết Phật, phải không? Nhờ tổ mình biết Phật, vì Phật xa mình quá rồi. Nếu mà không có các vị tổ này giảng cho mình nghe Phật là gì, Pháp là chi, thì mình đâu có biết Phật Pháp là gì. Cho nên xá tổ là vậy đó. Những người gần mình nhất rồi đến xa. Nói nôm na là chào ba trước khi chào ông nội. Đến thăm ông nội vô, thưa ba con mới tới. Ông nội ở trong phòng hả ba, con xin phép ba con vô thăm ông nội. Giống như mình đi về nhà mình thăm gia đình vậy đó. Chào ba má rồi mình chào ông nội bà nội. Cho nên người Việt Nam hay có câu á, tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca. Mình đến chùa gặp thầy trụ trì, chào thầy trụ trì, rồi xin phép thầy trụ trì lên lễ Phật. Đó là nói với các vị tu sĩ. Còn Phật tử thì mình có thể du di, chứ nếu mà ngàn Phật tử nó để tôi thực hiện câu tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca, sắp hàng gõ cửa, thầy con lên lễ Phật nghe. Ông đứng gật lên đi con. Người thứ hai, thầy con lên lễ Phật nghe. Thầy trụ trì đó mau đi lắm đó. Trong cái thường cái câu đó là ứng dụng cho các vị tu sĩ khi đến thăm các chùa, tới tìm thầy trụ trì, ra mắt thầy trụ trì, rồi xin bái Phật. Bởi vì tu sĩ ít, cư sĩ nhiều, cư sĩ mà làm kiểu đó thì thầy trụ trì thấy mệt lắm. Cho nên tại sao mình xá nhau trước? Bởi vì Phật mà mình hướng đây vẫn là Phật tượng, còn Phật tâm của mỗi người, Phật tánh của mỗi người là gần nhau nhất. Cho nên xá nhau rồi xá Phật. Cho quý vị mỗi lần gặp nhau, quý vị có xá nhau không? Thí dụ như bây giờ một vị nào mà quan niệm á, nói nhỏ hơn tôi, tại sao tôi xá nó? Thật ra mình đừng có nhìn cái tướng mà mình xá, mình phải chào Phật tâm của người đó, Phật tánh của người đó. Mình chào người đó là chào cái Phật tánh, chứ không phải là mình chào cái thân tướng người đó, chào cái số tuổi của họ, không phải. Đời sống của con không tốt nên con không có hiếu với cha mẹ được. Con suy nghĩ không biết phải làm sao, cha mẹ con chết hết rồi, xin làm sao con trả hiếu trả ân. Xin thưa, hồi xưa các cụ cũng dạy, cha mẹ còn thì báo đáp, cha mẹ mất thì theo ước nguyện của cha mẹ mà làm. Mình trả hiếu không phải chỉ dâng cơm dời nước, mà chúng ta phải duy trì cho được cái ước nguyện của tổ tiên ông bà, cái đó mới gọi là báo hiếu. Thí dụ hồi trước kia mình không hiểu biết, mình có thể đã nói đã làm tổn thương cha mẹ, hoặc là mình muốn trả ơn cho cha mẹ nhưng vì nghèo quá, khổ quá không làm được. Nhưng bây giờ có tiền có của thì cha mẹ không còn. Có đôi lúc cũng có cái trường hợp như vậy. Cho nên người xưa cũng có câu đó: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Cha sanh ta ra, mẹ nuôi ta lớn, ơn của cha mẹ sánh tựa biển trời. Mà mình gọi là muốn trả ơn cho cha mẹ khác nào lấy cái tay mà với trời, hiệu thiên võng cực, với không tới. Vậy thì làm sao mình trả đây? Sống theo cái tâm nguyện của cha mẹ. Và mình biết rằng ngày nay trong chúng ta đang mang dòng máu của cha mẹ, chúng ta phải sống như thế nào? Dù cha mẹ quá vãng nhưng cha mẹ vẫn thể hiện đang sống qua cách sống của mình. Pháp Hòa ví dụ như hồi đó cha mẹ dạy mình nấu nồi chè. Bây giờ mỗi lần mình cúng chè, mình nấu cái món chè mà cha mẹ đã dạy, có không?
Má hồi xưa dạy nấu xôi, nấu bánh gì đó, thỉnh thoảng bây giờ quý vị vẫn làm lại cái điều đó. Đó là một hình thức mình nhớ lại, một hình thức mình nuôi dưỡng cha mẹ. Cha mẹ mà mất chỉ là mất cái thể xác thôi, còn cái phần tâm thức, dòng máu, nụ cười, lời dạy vẫn mãi sống trong chúng ta. Còn cái chuyện mà mình có hiếu hay bất hiếu, thủy chung cha mẹ cũng phải mất. Dù mình có ân hận đi nữa thì sống cho đàng hoàng trở lại thôi là cha mẹ vui rồi, chứ không phải là mình làm gì hơn nữa. Con xin hỏi thầy làm sao dằn được cơn giận bộc phát ra? Nó bộc phát rồi sao dằn nữa? Thật sự ra con người mình ai cũng có cái giận hết á, ai cũng có cái sân hết. Nhưng mà mình tu thì mình nhận được cái tâm sân, nhận diện được tâm sân rồi tìm cách giảm nó. Mà muốn giảm nó phải tìm cho nó phương tiện. Ví dụ như cái người đó nói cho mình giận, mình đừng có lảng vảng xung quanh người đó. Họ nói một hồi mình giận hơn, mình đi chỗ khác, hít thở không khí trong lành, một lát cơn giận mình nó nguôi xuống. Hoặc là mình nói giận quá thì sẽ mất khôn, giống như người ăn quá thì mất ngon, no quá mất ngon. Giận nói không những lời không thiện không lành. Và hơn nữa chúng ta quán chiếu vô thường, nói chung là nhiều cách để chúng ta có thể giảm một phần sân giận của chúng ta. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, chúng ta có pháp bất thiện nào thì Phật Pháp sẽ có cái pháp đó để đối trị. Nhưng chúng ta cần phải duy trì món thuốc này uống cho đều đặn, để cái bệnh này nó không có tái phát mà nó được chữa trị. Thưa đại chúng, không có bệnh nào mà uống một lần thuốc là hết, trừ những căn bệnh quá sơ sài. Chứ phần lớn là chúng ta phải uống đều đặn. Ví dụ như cao máu nè, uống hết đời, mặc dù bệnh này không có gì hết trơn á, nhưng mà bệnh cao máu này uống thuốc đều đặn mỗi ngày thì không sao. Cũng như thế, mỗi ngày quý vị cứ duy trì cái niềm tu tập và quán chiếu đó, dù không hết nhưng không đến nỗi quá ư là bộc phát. Chúng ta tu và chúng ta nhận biết để cho nó ngủ xuống. Kính xin thầy cho con một lời pháp, vì con mãi rai rứt vì con trai của con cách đây 4 năm đã tham gia làm Phật sự trong chùa và có ý hướng xuất gia. Nhưng nhìn thấy ý của mẹ vương vấn nên cháu đã chùn bước. Sau bao năm lên chùa nghe pháp, con thấy mình ích kỷ nhỏ nhen, đã làm lỡ mất cơ hội cho cháu đến gần hơn với Phật. Này ân hận. Thưa đại chúng, cái này cũng là cái tâm trạng của người mẹ thôi, không sao. Thật sự ra mỗi người mỗi duyên, chứ không phải là một phần thôi. Bác nghe là vì mình vương vấn con mà con cũng thương mình, rồi sợ mình buồn, rồi chùn bước không tu. Thật ra mình nghĩ vậy và cũng một phần, chứ không phải đâu. Nếu mà người con đó quyết chí đi tu thì cũng sẽ làm được việc quyết chí đi tu của mình, chứ không phải một chút vương vấn của mình mà người đó chùn bước đâu. Hôm nào Pháp Hòa có cơ hội, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe nhiều vị một khi quyết chí đi tu. Trong đó gần nhất cho Pháp Hòa nói, Ngài Hoàng Nhất là một vị luật sư trong Phật Pháp ở bên Trung Hoa thời cận đại. Ngài đi tu rất là muộn, bởi vì Ngài có từng qua Nhật du học, và Ngài đã lấy vợ người Nhật. Ngài đã lấy vợ người Nhật, và khi Ngài quyết chí Ngài tu, Ngài đã viết một lá thơ lại cho người đó, và Ngài đã xuất gia. Và sau này mấy lần người đó tới thăm, Ngài vẫn ra tiếp. Và lần cuối cùng Ngài mới nói rằng, thôi cô thăm tôi lần này nữa đủ rồi, cô có thể về nước để an dưỡng. Và Ngài nói hết cái tâm nguyện của Ngài, và cuối cùng cô gái Nhật đó đã bằng lòng cho Ngài đi xuất gia. Hồi nãy Pháp Hòa có hai người Phật tử mà quy y với Pháp Hòa cả chục năm về trước. Chú mới tới thăm Pháp Hòa và đảnh lễ, chú xin phép cho chú đi xuất gia. Và bởi vì chú là
chú có một cái nơi của chú, rồi chú xin xuất gia với vị thầy ở địa phương đó. Nhưng chú vẫn nhớ Pháp Hòa là người thầy bổn sư truyền năm giới cho chú ngày đầu chú vào đạo. Cho nên hôm nay đến để thăm thầy và đảnh lễ, xin phép thầy được đi xuất gia ở nơi chùa đó. Và vợ chú cũng đi theo. Và chú nói rằng hai vợ chồng quy y với Pháp Hòa hết. Thì chú mới nói rằng nhà con cũng đã cho con được đi xuất gia, vì con cái bây giờ lớn hết rồi. Pháp Hòa nói đó là một cái phước duyên không phải dễ. Đời này mà chúng ta sẵn sàng cắt ái từ thân và người phối ngẫu của mình, cũng hoan hỷ trợ duyên cho mình. Bây giờ chúng ta không sống bằng những cái tình cảm lê thê của thế thường, mà chúng ta biết chuyển cái này thành gì? Bồ đề quyến thuộc. Bồ đề quyến thuộc là chúng ta hướng dẫn với nhau trên con đường tu tập. Ví dụ như bây giờ vợ chồng quý vị không cần làm gì đâu, cũng không cần phải xuất gia, nếu quý vị đồng tâm phát nguyện. Vợ chồng chúng ta đời này hiểu Phật Pháp rồi hãy cùng nhau tu tập trong đời này. Nếu chúng ta chưa đủ duyên xuất gia, cứ làm vợ chồng nhưng mà hướng dẫn nhau trên đường tu. Phật có nói bài kinh đó. Bài kinh nói vợ chồng có bốn cái đồng. Đồng giới nghĩa là thọ giới tu chung. Đồng thí nghĩa là cùng nhau giúp đời bố thí. Đồng hướng nghĩa là cùng một hướng mà đi. Đồng huệ nghĩa là cùng một loại trí tuệ tu tập. Vợ chồng có bốn cái đồng đó, gia đình hạnh phúc, mặc dù không phải là người xuất gia. Cho nên bác đừng có lo nữa, bác cứ bình an. Mà đặc biệt là tuy con mình thân không xuất gia, nhưng có thể con mình tâm đã xuất gia. Có nhiều khi vào chùa tu nhưng suy nghĩ chưa chín chắn, cho nên thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cho nên việc này bác cũng đừng lo, miễn đời sống người con có hạnh phúc, có an vui, thành một Phật tử chân chánh, hộ trì tam bảo cũng tốt rồi. Còn nếu mình, người con mà nếu thật tâm có duyên với sự tu hành thì có cản cỡ nào cũng đi. Hồi nhỏ Pháp Hòa xin đi tu, gia đình đâu cho. Tại vì gia đình muốn là mình phải học xong rồi mới tu. Nhưng mà tại vì từ nhỏ mình ham tu quá, 7 tuổi xin chưa được, 8 tuổi xin cũng không được. Rồi tới hồi lúc đó là phải có giấy đi qua, cho nên phải đình trệ cái việc tu. Mà trong lòng Pháp Hòa nhất định nói với gia đình rồi, con qua tới bển là trước sau cũng phải tu. Khi Pháp Hòa học xong lớp 9 là 15 tuổi, vừa bãi trường năm đó thôi là quỳ xuống xin cha mẹ đi tu. Mà Pháp Hòa mời cha mẹ ngồi xuống, vừa quỳ xuống thôi là bà già biết chuyện gì rồi. Bà già hỏi thầy xin đi, chú xin đi tu phải không? Nói dạ. Bắt đầu khóc lóc lên, đâu có cho. Rồi bắt đầu mượn kế quản binh, ráng học cho xong. Thật sự ra cha mẹ vẫn biết tu là tốt, nhưng sợ con mình khổ. Vô chùa thức khuya dậy sớm, ăn không đủ, sợ nó khổ. Rồi cô dì chú bác gì cứ gọi phone khuyên đừng tu, ở nhà tu đi con. Rồi đem câu thơ ra khuyên, tu đâu cho bằng tu nhà. Thí dụ vậy. Nhưng ta quyết chí đi tu. Cho nên bữa nọ tóc hơi dài dài, nói với thầy trụ trì, nói con xin đi ra ngoài hớt tóc. Thầy cũng nói đi làm chi cho mất công, thầy ở đâu thầy có tông đơ thầy hớt cho con. Mà thầy thiệt tâm thầy muốn hớt, nhưng mà không biết làm sao. Thầy hớt làm sao hồi nó trợn tay cái thầy chỉnh, chỉnh riết hồi cái tóc Pháp Hòa nó có dành vậy nè. Cái miệng dừa làm sao là nó vậy đó. Đi về nhà ông già hỏi ai hớt tóc mày vậy. Pháp Hòa nói thầy ở trên chùa không hớt. Nói hớt gì kỳ quá. Pháp Hòa lợi dụng chữ kỳ á, vậy cạo luôn nha ba. Ông nói vậy để làm chi. Lợi dụng cái chuyện cạo đầu, mà lúc đó chưa thọ giới, chưa xuất gia, tại hớt tóc hư mà phải cạo thôi. Ngày nào cũng sợ tóc mọc lại, sáng nào cũng lấy cái dao bào cạo, tự cạo, tại vì sợ tóc mọc lại là bị bắt ở nhà tiếp. Cho nên lợi dụng cái chuyện đó rồi cái đi tu luôn. Cho nên lúc thọ giới không dám cho cha mẹ hay.
Khi đi xuất gia rồi, thọ giới xong rồi, một bác Phật tử mới dẫn về nhà, xin cha mẹ nói tôi xin phép cô chú cho cháu nó tu. Tại nó ham tu quá mà giờ cô chú không cho, nó làm liều rồi. Nhưng mà lúc đó đâu có ra đi tu mà cha mẹ còn thương quá, mình đâu có nỡ. Nói thôi giờ mẹ cho con đi tu đi, một ngày con ở, một tuần lễ con ở chùa 4 ngày, ở nhà với mẹ 3 ngày cũng ok. Nhưng mà xin thưa đại chúng là chưa ở ngày nào. Tại vì sau khi đi xuất gia rồi, thầy trụ trì bận đi Phật sự, Pháp Hòa phải ở nhà coi chùa, lấy cớ nói thầy không có ở chùa, con phải ở chùa. Đi học về ghé vô nhà, tha đồ bỏ vô tập. Bà già thấy lúc vô nhà cái vỏ xẹp lép, lúc đi ra cái vỏ phình. Bà nói chú tha đồ đi về chùa phải không? Nói là nói vậy nhưng mà chưa ngày nào ở nhà. Mà có về nhà thăm không ở được lâu, vài ba tiếng thôi là nôn nao muốn về chùa. Chùa có chật có cỡ nào cũng hạnh phúc hơn ở nhà, vẫn cảm thấy thoải mái hơn ở nhà. Cho nên cái người mà người, nếu mà mình cái người đó quyết tâm và phát nguyện rồi thì không phải do mình mà người ta chùng bước đâu. Cho nên bác đừng có buồn vậy. Buồn vậy rồi anh biết được anh cũng buồn theo. Sao mẹ con giờ không cùng nhau tu? Sư bà thể quán mà khi mẹ già rồi sư bà chăm sóc, mà bà về Phật rồi sư bà phát nguyện: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Kính xin cảm ơn thầy rất nhiều, nhờ thầy con mới được làm neo. Ủa? Vụ gì vậy ta? Em không mở tiệm neo mà em cũng chưa có giới thiệu. Nhờ thầy con mới được làm neo, nhờ nghe thầy giảng pháp mà phần nào con đỡ bớt tham sân si rất nhiều. Con đang học theo câu nguyện của thầy là: cho con nguyện thua tất cả, cho con được thắng con. Nhưng thầy ơi, có những lúc con gặp phải những việc không công bằng cho con rất mệt mỏi. Con xin thầy cho con lời khuyên dạy. À, bây giờ hiểu ý rồi. Vô cái chỗ đó nhiều sân si phải không? Thì mình đã nguyện rồi thì phải chịu. Và hơn nữa thưa đại chúng, không có gì dễ ăn đâu. Không có gì dễ ăn hết đó. Thậm chí mà người ta giúp cho mình ở đời này, việc gì mình muốn thành cũng phải là một sự quá trình trải nghiệm. Cho nên thôi không sao, mệt với mỏi nghĩ lại hết mệt làm tiếp. Thật sự ra trong cuộc sống đôi lúc mình mệt mỏi mình muốn bỏ cuộc đó. Nhưng mà ngộ một cái lắm, nghỉ ngơi hết mệt làm tiếp à. Tại vì cái máu mình máu làm việc, khỏe rồi là muốn làm. Thôi mình làm như có một bài hát đó: mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thôi rồi đứng dậy làm tiếp. Con cũng không biết phải hỏi như thế nào, nhưng xin thầy giải thích cho con hiểu về hiện thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi con thấy tượng là trong hiện thân nữ và có khi là thân nam, đúng không vậy? Hồi nãy Pháp Hòa nói ý nghĩa của Đại Thế Chí rồi. Còn về hình ảnh thì tùy theo mỗi quốc gia. Ví dụ như Đức Quan Âm, thật ra Ngài là thân nam, Ngài là người nam chứ đâu phải người nữ. Nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài là từ bi, cho nên khi Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam tạc tượng của Ngài thì tạc thân tướng người nữ để biểu tượng cho hạnh từ bi một người mẹ thương con. Chứ thật thời Quan Âm không phải nữ. Đó là một cái hình tướng mà do chúng ta tạo ra để biểu tượng. Con có thờ tượng Quan Âm nhưng bị gãy một ngón tay thì có được không thầy? Vì con cứ thấy không có vui.
không vui thì đổi tượng khác. Thật sự ra không sao hết, để một cái tượng đó thờ cũng không hề gì, mình gọi là tượng cổ. Tại vì quý vị biết không, Pháp Hòa đã từng đi đến các chùa, có những cái tượng là tượng cổ, vì tượng cổ cho nên sự gãy đổ là chuyện bình thường. Cái tùy theo cái tâm của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng đây là một tượng Phật thì không may thì cái tượng này không lành lặn, chứ đừng có sợ cái vấn đề gọi là thờ vậy nó có vấn đề gì xui xẻo trong gia đình. Như ngày hôm qua có một vị nói là đem cái tượng Phật màu đen về gia đình xui vậy đó. Không phải vậy. Nếu mình không cảm thấy thoải mái thì mình có thể đổi một tượng khác. Vấn đề thờ tượng ở đây là vấn đề biểu tượng, chứ không phải mình thờ tượng nào Phật mới linh. Nếu mình thờ một cái tượng đó mà mình không cảm thấy thoải mái thì chúng ta có thể đổi tượng khác. Rồi cái tượng đó mình đem về chùa, mình cúng chùa để cho chùa cất vào kho, không sao cả. Còn nếu mình thấy rằng cái tượng này nó có rất nhiều kỷ niệm với mình cứ giữ đó. Quý vị nào có dịp đi qua Thái Lan, người ta vẫn giữ nguyên một cái thành chỗ đó, tượng Phật bị đứt đầu hết. Tại vì cái thời chiến tranh giữa hai nước, nước này qua xâm lăng đập phá những tượng Phật. Quý vị có dịp đi Trung Quốc, về những ngôi hang động chùa chiền mà cổ, thời cách mạng văn hóa, Mao Trạch Đông cho người bắn đập. Bây giờ những tượng Phật đó mất những cái phần tượng, người ta cũng để đó thôi, bởi vì đó là di tích, đó là tượng cổ giữ lại. Có những tượng Phật bị bắn lũng mắt, lũng ngực, lũng đầu, người ta vẫn giữ. Vậy thì cái tượng Phật cho dù lành hay khuyết chỉ là một biểu tượng. Chúng ta biết tượng đó là Đức Quan Âm, tượng trưng cho lòng từ bi, chúng ta kính thờ, học hạnh. Còn tất cả là biểu tượng, quý vị thờ cái nào cũng được hết. Đừng có giữ cái đó mà trong lòng khó chịu hoài, thì tự nhiên vì cái tượng mà làm mình khó chịu, bất an trong khi mình tu tập thì không nên. Kính thưa Thầy, con xin Thầy giải thích ý nghĩa câu niệm Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa đại chúng, câu này không phải là tên của một Bồ Tát. Vì cái câu này chúng ta niệm khi chúng ta nguyện hương, và vì chúng ta muốn nguyện cái khói hương mà chúng ta dâng lên cho Phật biến thành một cái bảo cái thơm, cái khói hương này kết thành mây, và mây này kết thành một cái lọng che mà có được cái mùi thơm quý báu. Cho nên mình niệm chữ hương là thơm á, chữ vân là mây, chữ cái là cái bảo cái lọng che. Thì ý muốn nói là khi con cúng hương này cho Phật, cho Bồ Tát, thì con nguyện rằng cái hương này xông lên và sẽ kết thành một cái bảo cái, một cái lọng để che Phật, cúng dường Phật. Đó là một cái tâm thành, một ước nguyện. Và sự việc gì chúng ta làm bằng tâm thành, bằng ước nguyện thì tương đồng với Bồ Tát. Cho nên gọi là hương vân cái Bồ Tát. Thí dụ như Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, thì con xin cúng dường hương này, và hương này con cúng bằng tất cả tâm thành của con, và cây hương này đã giúp con chuyển đến chư Phật tâm thành. Thì hương này, hương của Bồ Tát, hương này được ví như là Bồ Tát, vì đã giúp cho con có sự tiếp nối giữa con với Phật. Ví dụ vậy đó. Cho nên những cái câu mình niệm vậy là đều là cái ý nghĩa biểu tượng. Ví dụ bây giờ hồi sáng này nè, hai ngày nay trong chùa Bát Nhã nè, chúng ta ngồi đây hàng ngàn người ăn hai bữa cơm, mà biết bao nhiêu người ở phía sau rửa chén nấu ăn, không được nghe pháp, không được chụp hình gì hết. Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát, Nam Mô Thường Nấu Ăn Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó. Cho nên hồi nãy sẵn dịp Pháp Hòa đi rửa tay, Pháp Hòa ráp vô đó chụp hình với mấy vị trong bếp. Tội nghiệp, các vị lo cho mình mà quên cả cái vui cho bản thân. Cho nên mình phải nhớ ơn các vị đó, mình phải nghĩ tưởng tới các vị đó.
Có một thầy đứng rửa chén rồi Pháp Hòa mời thầy tới chụp hình. Thầy nói con mặc đồ ngắn, đâu có sao. Chẳng những vậy mà ôm cho thân thiết nữa. Tại vì người đó là Bồ Tát. Mình mà không biết gần mấy Bồ Tát có lỗ lắm. Bây giờ tâm con cảm thấy niệm chết không thầy, trong đầu con cứ nghĩ mình sắp chết, nhưng con vẫn đi công việc công quả bình thường. Thì nếu mình hay nghĩ mình chết mà mình chưa chết thì không sao. Thưa đại chúng, mà nhiều khi mình suy nghĩ như vậy thôi, mình sợ cho thật sự ra cũng đó cũng là một niệm đó, gọi là niệm chết. Mình nhớ là khi mà mình có một cái ý niệm khác nó khởi lên mà mình muốn diệt trừ cái niệm đó thì mình niệm khác. Vâng, và ví dụ mình niệm sân là niệm giận á, thì mình nên niệm chết để mình giảm sân. Hay là mình tham quá thì mình lại niệm cái gì, niệm cái người khổ để mình giảm cái tham đó, vân vân. Cho nên tất cả đều tùy theo cái tâm niệm của chúng ta. Niệm là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ chết mà không để tiêu cực, nhớ nghĩ chết để mà mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ một câu này, khi mình đi thăm bệnh á, mình đọc câu này trong khi mình đi thăm bệnh. Nếu thăm người bệnh, cầu cho mọi người hiểu thân không sạch, lìa sự tranh cãi. Con người mình mà cứ thấy mình khỏe, cứ thấy mình bình an thì có lẽ mình ít nhường ai. Còn lâu lâu mình có bệnh tật thì mình sẽ biết nhường người, biết nhịn nhục, biết chuyển hóa, biết bỏ qua. Con vẫn thường đi chùa, thích mặc áo lam, nghe tụng kinh, nhưng sao con vẫn chưa quy y được. Không biết bao giờ con mới quy y. Đây không phải câu hỏi, chỉ là lời tâm sự cùng thầy thôi. Dạ cũng được, không sao. Mình chưa quy y chính thức bằng sự phát nguyện của mình, nhưng mà mình quy y gián tiếp bằng cái tâm hướng Phật, tâm học Pháp, tâm thuận hòa, là mình đã có bản chất của Tam Bảo rồi. Mình đã sống với tự tánh của Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Còn khi mình phát nguyện là một buổi lễ, một buổi lễ để mình chính thức. Chứ thật ra từ khi mình phát nguyện rồi thì lấy Tam Bảo đi vào trong tâm thức mình. Còn dù mình chưa phát nguyện nhưng mình đã sống bằng tâm thức của Tam Bảo cũng tốt thôi. Tại vì Tam Bảo có ba bậc: thế gian trụ trì Tam Bảo, đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo. Cho nên ngày nào mình lạy tượng Phật, cầm quyển kinh, chào quý thầy, đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Nhưng mà tự tánh Tam Bảo là mình sống bằng cái sự giác tỉnh của mình, mình sống bằng sự trí tuệ từ bi của mình, và mình sống bằng sự hài hòa của mình. Đó là mình sống với tự tánh Tam Bảo rồi đó. Đi chùa vẫn làm công quả, vẫn mặc áo tràng, vẫn tụng kinh, chưa rời Tam Bảo mà. Mai mốt khi nào đủ duyên làm lễ thôi. Dạ thưa ba, của con không tin Phật và không muốn mời thầy tụng kinh. Lúc ba con mất hay trong lễ tang, con xin thầy cho con lời khuyên, lúc đó con phải làm sao? Nếu ba không chịu rước mấy thầy tới tụng kinh thì mình tự tụng, có sao đâu. Nếu mà mình có khả năng, mình khai thị cho ba luôn. Khi ba sắp mất mình tụng được hết, không có sao hết. Không phải thầy tụng ba mới siêu, mình tụng ba vẫn siêu như thường. Cho nên bây giờ á, mình chuẩn bị làm thầy đám được rồi đó. Chuẩn bị mai mốt ba có cần mình tụng, khai thị: ba ơi ba, con cảm ơn ba đã sanh thành dưỡng dục ra con. Bây giờ ba sắp sửa xả, ba đã làm tròn hết bổn phận của ba đối với mẹ, đối với các con rồi, đối với các cháu rồi. Đây là giờ phút ba sắp sửa xả bỏ báo thân giả hộp này, ba đừng có lưu luyến nha. Con cảm ơn ba những gì ba đã làm cho con và gia đình. Bây giờ tâm ba hãy hướng về Phật, ba đừng lo lắng cho ai nữa hết.
hờn, được mất, vui buồn gì ba xả hết đi. Chúng con niệm Phật cho ba nghe, ba hướng tâm về Phật nha. Sự tụng niệm, sự tụng niệm, sự khai thị không nhất thiết phải là người xuất gia. Ví dụ mình ở một cái nơi không tìm được người thầy thì cũng phải tự làm thôi. Thì thôi bây giờ ông chưa phát tâm được lúc đó thì mình chuẩn bị, biết đâu chừng lúc ông già chút ông chịu không sao. Hồi xưa Pháp Hòa có một bác đó, ông tới chùa ông nói Pháp Hòa hoài, ông rất thương Pháp Hòa. Ông tới chơi, ông uống trà, ông nói chuyện hàng tuần, nhưng ông không bao giờ chịu quy y. Tại vì ông nói đời ông chỉ quy y nhị bảo thôi, là Phật Pháp thôi, còn Tăng ông không chịu quy y. Vậy mà tới chơi với ông thầy hoài. Quý vị biết Pháp Hòa vẫn vui vẻ bình thường, kính trọng bác như người cha mình. Khi ông sắp mất, khi ông lâm bệnh sắp mất, thì ông nói với người vợ là liên lạc với thầy để mời thầy về nhà quy y cho ông. Thầy nữ chưa biết được cái giờ phút cuối cùng của người đó họ chuyển tâm sao. Cho nên đừng có ghiếp pháp. Và dù người đó tới lúc mất cũng cứ giữ như vậy, thì mình là có cách khác mình làm. Thua keo này mình bày keo khác. Phật Pháp là vậy đó. Không nhất thiết phải là người đó làm được việc đó. À, kính xin thầy đọc lại hai câu mà thầy niệm trước và sau khi làm lễ, hoặc thầy cho ghi xuống và để ở chùa chúng con sẽ chụp lại cho dễ nhớ. Hôm qua Pháp Hòa có đọc mấy cái bài mà phát nguyện đó, bây giờ đọc lại nữa thì mất thời gian, thôi mai mốt kiếm lại cái bài giảng đó nghe rồi chép lại. Bây giờ xin trả lời một câu cuối nữa rồi nghỉ, tại vì chương trình chúng ta đã hết giờ và đồng thời quý vị đã bắt đầu lạnh. Kính thưa thầy, trong pháp hội niệm Phật cầu siêu có mời chư hương linh ở khắp pháp giới và ông bà cửu huyền thất tổ về. Những hương linh vong linh nếu thật tâm tu trong pháp hội như thế có được sinh về cõi lành không, hay phải có sự hồi hướng của gia đình đại chúng mới được siêu sinh? Họ có thể tự niệm Phật để được sanh về cõi Phật không? Em đâu biết. Thật ra thưa đại chúng, người hương linh đó phải tự phát tâm cầu sanh tịnh độ. Còn sự hồi hướng của chúng ta, sự tụng niệm của chúng ta hướng về người đó là năng lực khuyên giải để cho người đó chấp nhận phát nguyện hướng tâm cầu sanh. Người đó không muốn đi mình đâu làm gì được. Cho nên không phải mình tụng mà siêu, mà mình tụng để mình khai thị cho người mất đó, để họ thấy rõ được vô thường, phát tâm sanh về cõi lành. Nhưng mà mình không thể không hồi hướng, bởi vì mình không hồi hướng tức là mình nghĩ tưởng về người đó. Và vì mình có sự nghĩ tưởng về người đó cho nên tâm của mình chiêu cảm được người đó. Đặc biệt là người thân á, người thân mà tụng cho người thân của mình á, cái tác dụng nó lớn lắm. Tại vì mình thật sự họ là người thân của mình, và họ có nghĩ đến mình, cho nên cái sự giao tiếp giữa mình với người thân rất mạnh. Và mình hồi hướng cho họ, cái năng lực rất lớn. Còn đại chúng là người ta trợ duyên trợ lực để cho sự việc nó tốt hơn, nó thành tựu hơn, nó cái năng lực nó lớn mạnh hơn. Thưa thầy, trong cuộc sống hiện tại có nhiều gia đình có quan niệm rằng khi gả con lấy chồng và lấy vợ mà gia đình có thân có người thân qua đời thì không được kết hôn mà phải đợi mãn tang. Họ cho rằng trong thời gian chưa mãn tang mà lấy nhau thì cặp vợ chồng đó sẽ gặp nhiều khó khăn và cuộc sống không khá nổi. Vậy thưa thầy, quan niệm như vậy có đúng không? Thưa đại chúng, là cái này cũng đã nói là quan niệm, thì đó chỉ là một ý niệm của thế gian, chứ nó không có phải là do ai đặt để. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ mình đem thức ăn lên mình cúng bàn thờ á, kêu là dọn mâm cơm á, thì quý vị dọn ba chén cơm rồi quý vị để bên cạnh ba chén cơm cái gì, ba đôi gì,
đôi đũa. Tại sao mình để đũa? Tại mình là người Việt Nam, mình ăn cơm bằng đũa, mình ăn sao mình cúng vậy. Cho nên cái tâm thức của mình hàng ngày mình sống sao mình nghĩ vậy, cái mình làm là mình bắt buộc mọi người phải làm đúng vậy. Cho nên đã là quan niệm thôi. Cho nên thật sự cái tang không có gì là khó cả, không có gì là xui cả, không có gì là không lành cả. Chữ tang là gì? Thường người ta gọi là tang chế. Có tang rồi là phải chế đi, gia giảm đi. Thí dụ nè, đi chơi ở chỗ đông người vui nhộn chế đi, chế bớt đi. Mình đi người ta cười, người ta nói sao ba mới. Người xưa chỉ là một quan niệm là mình mới có cha mẹ ông bà mới mất, cho nên không nên đám cưới liền. Đấy là bị gì? Cái vui nó đối với cái khổ nó gần quá, coi không được. Vậy thôi. Bây giờ mãn tang ở xưa Việt Nam là 3 năm, ở đây 49 ngày được rồi. Vì sao? Không phải là mình ăn gian, nhưng mà đã là quan niệm và tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta gia giảm. Vì tất cả đều là do chúng ta đặt mà. Chúng ta đặt thì chúng ta có quyền tiết chế như thế nào để nó phù hợp với quốc độ. Thế thôi. Cho nên nếu mà mình không khéo mình làm, người ta cứ nghĩ cái này của đạo Phật, mà thật sự cái này không có liên quan ăn nhập gì với đạo Phật hết. Đạo Phật không có mấy cái vụ này. Mình để tang là theo người Việt Nam của mình để tang, chứ truyền thống Phật giáo bên Ấn Độ đâu có để tang. Nhưng mà xin thưa là đạo Phật rất là hay, đi đến đất nước nào, quốc gia nào, người ta có phong tục gì, người ta có tập quán gì, đạo Phật vẫn hài hòa theo được hết. Và làm cho cái buổi lễ đó thêm phần long trọng ý nghĩa. Cho nên người ta thường gọi là tang khó, là người đó phải chịu khó để tang trong bao nhiêu năm phụng dưỡng mồ mả ông bà. Ngày nay chúng ta có thể chăm trước để cho con cháu mình thoải mái, nhưng chúng ta vẫn giữ lễ đó bằng cách để tang 49 ngày. Và thưa đại chúng, cái gì mình cũng do quan niệm nè. Mình có sợ quan tài không? Sợ không? Sợ. Nghe chữ quan tài là thấy ớn phải không? Vậy mà người Trung Quốc, người Trung Hoa làm cái quan tài làm quà tặng. Người ta làm một cái quan tài nhỏ nhỏ, là trên cái nắp quan tài để 4 chữ: thăng quan phát tài. Nghe 2 chữ quan tài thì sợ, mà thêm chữ vô nó khác liền. Quan là thăng quan, tài là phát tài. Một quan niệm phải không? Cái chữ đó vô cái tự nhiên ngon lành liền. Đối với người Việt Nam mình, cái bắp cải trắng để làm kim chi á, nó có ý nghĩa gì không? Không. Nhưng mà người Hoa người ta quan niệm tốt. Tại sao? Ta kêu cái tiếng bạch trời, phát tài, bạch trời là cải trắng, mà cải trắng nghe cái âm nó giống giống vậy đó, giống giống là phát tài. Rồi Tết mình trưng cây quýt phải không? Tiếng Việt kêu cây quýt, quýt đâu có liên hệ gì tới Tết nhất đâu. Theo Tàu, Tàu kêu cắm cát, kim cát, kim là vàng, cát là cát tường. Trưng cái trái cắm cát đó lên, tượng trưng cho kiết tường. Mà đánh lộn ở trong rầm rầm vậy. Không trừng đánh nhau đá dằn hết cây quýt. Đó là quan niệm không? Quan niệm. Người Tàu có biết gì trái mãng cầu không? Người Tàu đâu kêu mãng cầu. Người Tàu kêu là thích ca quả. Người Việt kêu mãng cầu. Cho nên Tết mình để trái mãng cầu. Là tại tiếng Việt kêu vậy. Mình quan niệm cầu gì mãng nấy. Rồi để thêm chữ xoài, tại vì người Tây miền Tây kêu xài. Để thêm chữ dừa, cầu dừa đủ xài. Có 4 thứ không được, dách gì xám xay, tử tử không được, thêm món vô trái sung. Bây giờ ở đây không có sung, mua chôm chôm để vô, chôm vừa đủ xài.
Nhưng mà quý vị đem cái dĩa ngũ quả đó quý vị đưa cho người Hoa, là người Hoa không biết cái dĩa này dĩa gì. Vì mình là người Việt, mình nói như vậy, mình quan niệm như vậy, cho nên mình hiểu liền ta muốn nói gì. Bây giờ á, Tết mình không có phải không? Làm cách khác nha. Phải bày cho quý vị bày dĩa trái cây Tết ha. Mùa trái cầu, trái xài, để bỏ xả giữa cái hộp quẹt có ga. Cầu xài xả ga. Nhưng mà đưa tàu là tàu không biết à. Vậy có phải người Việt Nam mình quan niệm không? Tất cả chỉ là quan niệm. Mình nghĩ gì mình làm nấy à. Cầu xài xả ga. Rồi bây giờ quý vị thấy á, mình lấy cái hình giấy đỏ đó mình cắt thành cái hình con người, xong rồi mình lấy cái bó xả mình kẹp vô cái hình giấy đó, mình đem ra góc ba mình lột chiếc dép mình đánh. Đánh tiểu nhân, đánh tiểu nhân. Tao đánh cho mày chết. Đánh xong rồi đó, tiểu nhân đi rồi đó. Quan niệm thôi. Sự thật là mình sống sao, cái quan trọng là mình sống. Mình sống không kẻ thù mới hay, chứ còn mình đập tiểu nhân chết mấy đứa giấy. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là người Việt Nam không kêu cái bó cải đó là cải kim chi, chứ không biết kêu cái tiếng đó là tiếng gì. Bây giờ người ta làm mấy cái bó cải trắng, người ta bán đầy ở mấy cái chợ tàu, mấy cái tiệm bán quà cáp, là vì cái củ, cái bắp cải đó kêu là bạch tròi, bạch tròi. Phát tài, phát tài. Người Hoa người ta cử số 4, tại vì người ta đọc là dách gì sám xây. Một ở gì đó, xây là tử. Mình người Việt Nam đọc 1, 2, 3, 4, mắc gì cử số 4. Thành thử ra tất cả Pháp Hòa nói như vậy để một hình, một cái ví dụ. Một cái ví dụ mà mình tất cả đều là quan niệm. Cho nên có những cái mình quan niệm mà mình làm cho người khác, người ta không thoải mái, người ta bị khổ sở với mình. Cho nên cái này cũng mong đại chúng xét lại. Mình làm như thế nào để mình dung hòa. Thế hệ mới bây giờ người ta rất ư là thực tế. Thế hệ của mình trước kia thì rất ư là dị đoan, mê tín. Thành thử hai cái thế giới nó không có dung hòa được với nhau. Chúng ta là người trung đạo, tu đạo Phật, biết dung nhiếp cả hai mà làm sao phối hợp. Đó là đạo Phật. Đạo Phật mượn cái hình ảnh của văn hóa Việt Nam đưa vào trong Phật Pháp. Ví dụ như lì xì không có trong Phật giáo, cũng chẳng có trong văn hóa Việt Nam. Mình xài chung một văn hóa với người Hoa. Nhưng bây giờ nếu mình bỏ một đồng của mình lì xì, Tết nhất không có cái gì nhắc nhở cho Phật tử. Cho nên mình để một câu vô, để một câu vô để nhắc nhở. Sao bạn còn phải lo, sông kia đã có đò, cứ an vui tự tại, lọc về chất đầy kho. Buồn vui cũng có hạn, buồn vui cũng có hạn, tại bạn không chịu buông. Tại bạn không chịu buông. Thành công hay thất bại cũng không khỏi vô thường. Nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan. Hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Mấy câu đó bỏ vô trong bao lì xì. Thay vì mình lấy mấy cái sâm này sâm kia mình bỏ vô. Mới đầu năm mở ra, đi xa, hư xe, việc làm mất job. Trời ơi, đầu năm mà đọc cái sâm đó là ta thấy không xong rồi. Thiếu gì những câu hay để vô đó. Thí dụ như cái câu Pháp Cú nó có hai cái câu nó đối với nhau. Thí dụ cái câu họ đối lại là tâm dẫn đầu các pháp,
tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Để câu đó, đừng để câu thứ hai. Câu thứ hai nó đối lại là tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Cái này là cái câu nó đối lại, nhưng mà bình thường giảng pháp thì nó hay, nhưng Tết nhất là cái lúc người ta thích nhận một cái câu lành thiện. Mình bớt câu thứ hai đi, để câu thứ một. Có sao đâu. Phật pháp là vô lượng nghĩa. Mình hiểu nghĩa, mình làm cái gì nó cũng vô lượng. Con muốn hỏi làm sao để hàng ngày con cầu an và cầu nguyện cho ba mẹ con được khỏe mạnh và sống lâu. Ngoài việc con chăm sóc thì con muốn hàng đêm đọc kinh cầu nguyện cho ba mẹ con, nhưng không biết đọc kinh nào. Người già mà có tiền trong túi là khỏe, cứ kinh tế. Thưa đại chúng, theo lời Phật dạy đó, mình nuôi cha mẹ có bốn cách. Thứ nhất là bố thí, tức là cung cấp dưỡng nuôi những vật dụng cho cha mẹ hàng ngày. Cái thứ hai là ái ngữ, cho ăn, nhưng mình phải chăm sóc cái gì, cái tâm lý của người già bằng những lời nói dễ nghe. Người già chừng nào tự ái nhiều chừng nấy, nhất là hồi nhỏ hồi trẻ một tay làm ra tiền. Bây giờ già ngồi chỗ không làm gì cho con, đôi lúc tuổi thân mà hay tự ái, hay tự than trách. Cho nên mình phải hiểu cái tâm lý của người già để sử dụng ái ngữ. Thứ ba gọi là lợi hành. Cái gì có lợi cho cha mẹ mình làm, và đồng thời cái gì mà có lợi cho tinh thần cũng nên khuyến khích. Ví dụ như mỗi ngày á, ngoài việc chăm sóc đó, mình còn phải hiểu một điều là anh em mình, cái sự hòa thuận của anh em cũng là một vấn đề làm cho cha mẹ yên lòng khi tuổi già. Cái lợi đó mình phải nên làm, không phải tôi chăm sóc. Bây giờ ví dụ người em, người anh nọ không chăm sóc thì mình cũng đừng có than vãn với cha mẹ, để cho cha mẹ, hoặc là mình có xích mích gì đó, mình đừng có tạo những cái xích mích nhiều để cho cha mẹ biết rồi cha mẹ cũng buồn. Mà người khi ăn đồ bổ nhiều mà tinh thần suy nghĩ không tiêu cực cũng không lợi cho sức khỏe người già. Cho nên mình chăm sóc là bằng cái bố thí, là cung cấp dưỡng nuôi, là ái ngữ, là lời nói, rồi phải lợi hành, nghĩa là cái gì không lợi cho người đó nghe thấy đừng để cho họ nghe thấy, mà ngược lại cái gì mà cần cho nghe thấy nên cho nghe thấy. Ví dụ như hướng dẫn cho cha mẹ nhìn hình Phật, niệm danh hiệu Phật, đó là lợi hành. Khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyến khích cha mẹ đi chùa. Thí dụ như cha mẹ chưa có phải không còn làm được gì đi, giữ con cháu cho mình, nhớ cuối tuần cho nghỉ. Trời đất ơi, mình đi làm 5 ngày, ông bà giữ hết, mấy đứa nhỏ hết 5 ngày luôn, cuối tuần má rảnh ông giữ thêm giùm con bận đi tiệc. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi mình không, thật ra mình không phải xấu, nhưng mà đôi khi mình thiếu cái tâm lý đó. Biết cha mẹ thì sẵn lòng giữ cháu, nhưng 5 ngày là đã quá mệt rồi, phải cho 2 ngày nghỉ chứ. Rồi chẳng những vậy, rồi mình còn phải để quan tâm cuộc sống gia đình. Có nhiều khi gửi con tới giờ đón nó về mà chẳng bao giờ bước vô coi nhà này sạch dơ, con mình nó có phá quậy gì, mình phụ dọn dẹp với cha mẹ, giữ nó xong rồi nhà cửa bề bộn mà mình không quan tâm. Rồi thậm chí cha mẹ nuôi cháu cho ăn không kể, nhưng tự mình làm ba mẹ mấy đứa nhỏ mình phải biết, ba mẹ cũng phải đi chợ mua đồ ăn cho con mình ăn, mặc dù anh ta không có tính gì hết á, nhưng mà tự mình phải hiểu đó, phụ thêm cho cha mẹ. Đôi khi làm rể phải quan tâm quà cáp một chút, để cho cha mẹ vợ thấy rể này có lòng, nè rể quý, rể xanh. Rồi mình làm dâu cũng vậy, cha mẹ giữ con cho mình thì cũng quan tâm cha mẹ. Thật sự Pháp Hòa biết là cha mẹ chẳng đòi hỏi gì,
Nhưng cái tâm lý là lợi hành, cái gì mình làm, mình làm lợi cho cái tư duy, cái đời sống của họ cũng đều là tốt. Rồi dâu cũng vậy, mình quan tâm mẹ, mẹ có đi chợ không, con chở mẹ đi. Nhiều khi mình không bao giờ hỏi vậy, cha mẹ muốn đi bằng cái gì đi, mình không quan tâm, thì cái đó cũng thiếu sót. Cho nên sống trong cuộc sống á, nước mắt thì lúc nào cũng nhỏ xuống, nhưng chúng ta phải biết hứng và còn phải return. Ta nhỏ xuống cho mình hứng không à, mà không bao giờ return nó cạn kiệt hết sao. Thí dụ ông bà già tiền già không bao nhiêu mà phải đi chợ mua đồ ăn cho cháu cho con mình riết mà không phụ gì hết trơn, thấy không? Thành thử ra cái đó cũng không nên. Mà dâu mà biết quan tâm vậy cái ông bà cũng vui, dâu này dâu ngọt, rể kia rể xong. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy cho chúng ta tu giải thoát. Nhưng nếu chúng ta còn là người ở cõi đời, Đức Phật vẫn dạy cho chúng ta sống như thế nào mà trọn vẹn cái nhân nghĩa với nhau. Mà trọn nhân nghĩa với nhau gọi là thành Phật đạo. Cho nên trên đời này không nên nói tôi là người không có đạo. Mình có đạo hết á. Đạo làm con, đạo làm dâu, đạo làm rể. Và người mình sống trọn được chứ cái đạo làm rể là người đó có đức của người con rể. Còn là đạo đức, có đạo mới có đức, người không đạo là không có đức á. Cho nên không nên nói tôi không có đạo. Anh có đạo chứ, dù anh không phải đạo Phật chứ anh có đạo người chứ. Anh có đạo làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em chứ. Anh sống mà nó đối xử với ai hết à, vậy là anh có đạo gì sao? Mình có trên vai mình nhiều đạo lắm. Đi vô hãng, đạo làm thợ. Về nhà, đạo làm cha. Xoay qua bên kia, đạo làm chồng. Ngó qua bên nọ, đạo làm anh. Thế làm sao mà nó có đạo được? Mà mình sống với bên nào mình cũng trọn, gọi là có cái đức, chứ là đạo đức. Mà sống được như vậy gọi là trọn thành Phật đạo. Còn cái thành Phật kia ngồi bông sen xa lắm, khoan đi. Ngồi bông hồng thử có được không? Ngồi bông hồng được, ngồi bông sen được. Bông sen dễ ngồi. Cho nên tu chùa dễ tu, tu chợ, tu với gia đình. Nhưng mà nói vậy không có, mình ở đâu mình tu theo đó. Vô chùa, tu theo chùa. Về nhà mà nói rõ từng câu vậy, cho nên rốt cuộc mình tu trọn đời. Đâu có chỗ nào mình bỏ phí đâu. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nói như vậy không có nghĩa là tu tại gia dễ hay là khó, hay là ngược lại tu chợ dễ hay khó. Mà con người chúng ta có ba chỗ để đi. Một, đối với gia đình. Hai, đối với tha nhân. Ba, đối với tâm linh. Chỗ nào mà không tu? Tu với gia đình là tu gia đình. Đi ra ngoài làm việc là tu chợ. Hướng về Phật đạo là tu đạo, tu chùa. Cho nên ba cái đó là ba cách, ba chỗ để tu, chứ không phải nói vấn đề tu cao, tu thấp, tu dễ, tu khó. Thứ nhất là tu tại gia. Trước khi mình ra ngoài mình làm là mình có cái gia đình mình, vợ chồng con cái, ráng sao mà tu với nhau trọn được cái đạo đó. Làm mẹ mà không quên bổn phận của mẹ, của vợ, ví dụ vậy đó. Cho nên á, bố thí, ái ngữ, lợi hành, thấy cái gì lợi phải làm. Cuối cùng là gì? Đồng sự. Đồng sự là mình phải đi với cha mẹ. Có nhiều khi cha mẹ buồn, cha mẹ đi chùa mà con không đi, với cái lý do là con bận việc này, con bận việc kia. Nhưng mà quý vị thấy không, cái gì cũng vậy. Mai mốt tới phiên mình muốn đi đâu, con mình nó 13 tuổi, nó má đi mình thì con không đi. Giọt nước trước làm sao thì giọt nước sau mình vậy. Đồng sự là gì? Mình luôn luôn hội nhập làm việc chung. Em có bà thưa đại chúng là có bà cụ đó khuyên mình niệm Phật bẵng nghe. Thầy người con mới nói với Pháp Hòa, thầy khuyên má giùm con đi, khuyên mảnh niệm Phật giùm con đi. Pháp Hòa nói, Pháp Hòa khuyên được, giờ chị phải tu theo. Pháp Hòa bắt chị đó mỗi tối ngồi 10 phút niệm Phật với bà má, thì bà má niệm theo. Bây giờ biểu bà má niệm Phật là người già mà niệm hồi mỗi tay, mỗi miệng, mỗi lưng, mỗi cẳng, đủ thứ hết. Lười nữa, cho nên rồi những cái bệnh tật nó làm cho mình lười. Chồng người con muốn cho cha mẹ tu phải ngồi tu chung, má niệm Phật chứ con, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, bà già niệm theo,
một đêm mà mình hướng dẫn cho bà già được 10 phút là mình là thầy chùa rồi đó. Mình chỉ cho bà già tu bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Như vậy chăm sóc cho cha mẹ không phải chỉ ở vật chất không, mà phải hướng dẫn cho cha mẹ mà quan tâm tới tâm lý của người già. Mà người nhất là người hồi trẻ mà active, hoạt động chừng nào lúc về già càng dễ gọi là gì, tuổi thân, phải không? Rồi nói hồi đó tôi một tay tôi làm, bây giờ bất tài vô dụng quá, sống chết đâu chết khúc cho rồi, sống hao cơm mất công con cháu. Má nói gì má nói, mình cứ nghe thôi, phải không? Rồi mình tùy theo đó, mình tùy thuận theo mỗi cái nhu cầu để giúp. Đó là Pháp Hòa nói theo cái bình thường đó, chứ còn chưa nói là cha mẹ già rồi có những người sinh tật khó khăn nữa, khó lắm. Cho nên cái việc đó là nó do chúng ta vận dụng được cái bảo quan của mình là trí quan, thân quan gì đó. Câu hỏi thứ hai, còn nói tụng kinh, nãy nói tụng kinh đó. Thật ra mình muốn tụng kinh gì cũng được, cái đó tùy mình thôi. Tụng phổ môn, tụng niệm Phật, cái đó chỉ là một hình thức phương tiện. Trước hết là tu tập cho mình, sau đó mình chia sẻ cái năng lượng bình an đó cho cha mẹ. Và chính yếu là chúng ta thực hiện bốn điều: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Xin thầy chỉ cho con ba điều đơn giản nhất để làm phước. Trước hết biết phước là gì mà làm. Phước là những điều kiện chúng ta có được. Ví dụ muốn cho tiền ta mà phải có tiền, mà có tiền là có phước đó. Bây giờ có tiền mà không ai tới xin hết cũng không làm phước được, phải không? Cho nên mình có của cho là một phước, có người tới xin là hai. Rồi mình có cái tấm lòng ở trong đó nữa gọi là ba phước. Như vậy ba điều kiện làm phước là gì? Lòng phải có, của phải có, người tới xin phải có, đúng lúc cho. Cái đó gọi là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Bây giờ cho mà lòng không có, tình thương không có, thiếu đó, vậy thì mình mới cho được cái của mà chưa cho được cái tâm. Cho nên đó, thiện căn là lòng phải có lòng từ, phước đức là có của để cho, nhân duyên là có người tới xin. Bây giờ muốn cho mà không ai tới xin sao được? Cho nên thiện căn, phước đức, nhân duyên, người nào có đủ ba cái đó là có phước và để làm phước. Còn nói theo của vật chất á, khi cho cũng có ba điều nên suy nghĩ. Một, mình không phải là người cho, không phải, mình đâu phải là người ban ơn, người kia không phải là người nhận ơn của mình, của này không phải là của mình bố thí. Ba cái đó phải vắng lặng, phải không thấy nó là quan trọng thì sự làm phước của mình còn. Ví dụ tôi hả, không, tôi là người làm ơn cho cái cô đó là người nhận ơn của tôi. Rồi bữa đó tôi cho nó 50% vậy đó, mà bữa nay nhìn tôi gặp tôi nó kêu chào chứ. Cứ lúc nào cũng thấy mình là người cho, người kia là người nhận, của kia là của cho, không hạnh phúc. Ngay cái bữa cho là đã không vui rồi. Rồi mai mốt ta lỡ, ta quên mình, ta thậm chí ta không thấy mình, hay là ta bất cứ một lý do nào mình mua người ta, thì tại vì lúc cho mình có ba cái đó, kẹt ba cái đó, vướng ba cái đó. Quý vị chú ý nha. Làm sao nhận biết khi nào có đủ duyên đi tu? Cái này ta nói riêng mới được. Thật sự quý vị biết mình có duyên tu hay không cũng có thể test được. Thứ nhất, tâm bồ đề mình có phát. Thứ hai là mình có lòng tâm bồ đề phát và có lòng từ bi. Anh nói cách khác là khi mình gặp đối cảnh những cái bình thường này, tâm mình đối với người ta bao xa để mình biết được mình có thể tu. Tại vì cái người tu phải là người đi làm, đi nhận lợi, mà cái người tu là người phải đưa ra nhiều hơn cái nhận. Mà khi người ta đối với mình mà tâm mình vẫn bình an được á, thì cái đó mình biết là mình có đi tu. Nhưng mà nhớ là đi tu ở đây, một là quý vị ý nó là đi xuất gia, hai là mình thật sự có thể tu tập trên con đường
tu tập thầy hay không. À, xin thầy cho con biết công dụng của Đại Hồng Chung để làm gì và khi nào thì đánh Đại Hồng Chung, vì con thấy chùa nào cũng phải có nhưng con không biết lợi ích của Đại Hồng Chung. Trước hết xác định không có bắt buộc chùa nào cũng phải có, ai có khả năng thì sống, có khả năng thì thôi. Nhưng mà cái Đại Hồng Chung, đại là lớn, hồng cũng là lớn, chung là cái chuông. Chuông này gọi là chuông để tụng kinh thì gọi là chuông gia trì. Chuông bự để thỉnh gọi là Đại Hồng Chung, là chuông rất lớn. Bởi vì chữ đại nó không đủ lớn, phải thêm chữ hồng nữa. Chữ hồng là lớn, ví dụ như Hồng Thủy là nước lớn, Hồng Hà là sông lớn. Vậy thì Hồng Chung là chuông lớn, tiếng Anh dịch là The Great Bell, chuông lớn. Thì cái chuông đó, nó có cái công năng tỉnh thức. Khi mình thỉnh tiếng chuông lên nó ngân, nó ngân vang để tỉnh thức mọi người. Và cái chuông của chùa là phải trầm. Cái chuông của chùa là nó có cái tiếng nó trầm này nè, buồn, nó ngân. Biết chi biết không? Buồn. Thỉnh lên buồn. Còn bên này cóc cóc bỏ. Mỏ chuông có công năng bỏ buông. Cho nên thỉnh mỏ lên mà không bỏ, vang chuông lên mà không buông, càng gõ càng gớm. Cho nên cái tiếng chuông nó hơn. Và cái định nó là một cái, nó là một cái pháp khí. Và nó đòi hỏi người thỉnh phải có định lực. Nếu thỉnh mà không có định lực, không nên thỉnh. Nếu lên thỉnh chuông cho đại chúng tụng kinh mà không có định lực, cái đó gọi là gõ chuông, chứ không phải thỉnh chuông. Lên đó, này gõ này, miễn phát ra tiếng là được rồi. Không cần biết nó đem cái công năng gì cho đại chúng hết. Này gõ chuông. Còn nếu mà không khéo là đập chuông, có ngày nó bể. Người thỉnh chuông định lực phải có trước khi thỉnh. Thở vô thở ra tâm thật bình an, cầm dùi cho đúng pháp, nhập vô chuông, thức cái chuông lên, chuyển chuông. Cũng giống như trước khi nói phải suy nghĩ. Bởi vì tiếng chuông mình phát, cái lời nói mình phát ra như tiếng chuông nó ngân vậy đó. Tiếng chuông ngân mà tịnh là người nghe nó lắng. Lời nói mà phát ra mà an lành thì người nghe ta hạnh phúc. Cho nên tiếng chuông là đại biểu của cái miệng. Mình một lời nói mình nói ra mà người ta nghe xong ta rụng rời hết trơn. Đây là chuông rụng đó. Đó là điệp ơi sao nở đành lòng, cắt với dây chuông gài với điệp. Cho nên mình thỉnh tiếng chuông, mình thích chuông nè. Và tùy theo cái thế đứng, tùy theo cái dáng chuông mà phát tiếng. Thí dụ chuông ngồi vàng, ốc quà với chuông tương đồng, cho nên cái tiếng chuông mình mới thỉnh. Còn nếu như pháp quà đứng cao hơn chuông, không lẽ giờ vậy, thì mình đứng lỡ mình cao hơn chuông thì cái dù mình phải đưa xuống. Nếu mình cao hơn chuông thì cái thế dùi mình đưa xuống để đưa làm sao phát ra cái tiếng. Tu hành là vậy, tùy đối tượng, tùy việc mà chúng ta ứng cơ, ứng việc, chứ không có khuôn khổ. Là phải như vậy. Mà nếu mình tương đồng với nó thì mình đưa như vậy để tiếng chuông nó phát mà người ta nghe lên. Còn nếu lại. Chuông này là chuông của đình, không phải chuông chùa. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức,
vượt thoát nẻo đau buồn. Cho nên mình cầm cái chuông đồng. Ngày xưa Việt Nam mình có nhà thơ Chu Mạnh Trinh. Ông đi ra ngoài Bắc, ông đi thăm chùa, đi lên núi Yên Tử. Ông nghe tiếng chuông mộng lành hơn. Bầu trời cảnh buồn, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay. Đi chùa Hương ấy. Thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh. Thoáng bên tai một tiếng chày kình. Tiếng chày kình là tiếng chuông. Bởi vì cái chuông này, cái tiếng nó vang lên như cái bụng của con cá kình ở dưới sông. Con cá kình đó, cái thân của nó người ta đụng vô là nó vang lên như cái tiếng đập. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Làm cho khách hồ hải đi giang hồ, tự nhiên nghe tiếng chuông tỉnh thức. Khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Này suối giải quan kìa chùa cửa võng, này hang Phật tích này động tiếp quỳnh. Khén khen ai ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh với ánh nguyện. Nhà thơ Chu Mạnh Trinh đi đi tham quan cảnh thôi mà nghe tiếng chuông mà tỉnh thức. Cho nên tiếng chuông nó có công năng tỉnh thức người, chứ không phải chỉ một tiếng vang lên để là lấy có một cái tiếng. Nó đòi hỏi cái người thỉnh phải có định lực, phải có tu tập trong đó, và phải hiểu được cái ý nghĩa của người thỉnh chuông. Cho nên thỉnh chuông là duy na, và thỉnh mỏ là diệt chúng. Diệt chúng là làm cho đại chúng người ta hân hoan, người ta hoan hỷ. Tụng thời kinh mà ta vui vẻ với cái tiếng mỏ của anh. Anh thỉnh sao mà xuống này mỏ nào cũng có được, tụng được. Một tiếng mỏ trên này mà thống lý cái mỏ dưới đó. Cho nên chuông nó có công năng tỉnh thức. Ta để trước cửa chùa, sáng trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng. Đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Đi ngang chùa ta đọc cái câu đó là để nói lên chuông trống của nhà chùa, chứ đâu phải làm ồn thiên hạ. Nhưng mà anh thỉnh bằng cách nào? Thỉnh mỏ tiền phú hậu bằng, đó là cái công thức thỉnh mỏ. Chứ không phải là mỏ muốn thỉnh kiểu nào thỉnh à. Thế nào là tiền phú? À xin lỗi, tiền bần hậu phú, quên, nó lộn. Tiền bần hậu phú nghĩa là đầu tiên mình thỉnh nhẹ nhẹ, rồi từ từ tiếng mỏ mình nó dồi vào, nó giòn. Trước nghèo sau giàu, cái đó cái câu người ta nói vậy đó, để mà nó nói lên cái nhịp thỉnh mỏ. Nè thí dụ ha, trước khi thỉnh mỏ cầm mỏ lên nhịp cốc 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 đều đặn như vậy. Anh thỉnh xong rồi cái anh chuông này cũng nhẹ nhàng, từ từ anh đáp nha. Anh nghe xong 7 tiếng là anh thỉnh rồi, để ngân chút cái anh bên này đáp lại cốc bo cốc bo. Để chi biết không? Để dưới này ta có cơ hội ta ngồi ta an tịnh trở lại, ta nghe chuông mỏ nó khởi lên rồi bắt đầu ta vô thời kinh. Bo 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 cốc 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 bo cốc bo cốc bo lưu hương xạ nhiệt pháp giới không, nó không có ra thời. Tụng kinh không có thiền vị, tụng như hết giờ trả lễ cho Phật nghe. Đôi khi Phật còn biết cái đó cái gì. Bởi vì vụ chuông mỏ này đâu phải ở bên Ấn Độ, cái này là do người Việt Nam và người Trung Hoa mình sử dụng, chứ thời Phật không có cái này. Thời Phật không có cái mỏ. Nhưng mà tại vì khi mà Phật giáo truyền sang đến các nước của mình, mình tụng kinh bằng nhiều giọng, cho nên phải có cái này để thống nhất cái giọng của mình. Tụng cao, tụng thấp, tụng nhanh, tụng chậm, cho nên lấy cái mỏ ra làm nhịp để cho mình tụng theo. Cho nên người thỉnh mỏ phải nhịp nhàng để cho đại chúng tụng.
tụng sao mà lời kinh tiếng kệ nó rót trong lòng người ta. Tụng nghe tụng kinh mà không đi tu á là mình thành công. Tụng sao mà ta nghỉ tu luôn mà. Âm thanh mình tuyệt vời. Tiếng chuông âm cáo bỏ bỏ chỉ dứt khoát bỏ bỏ là dục á, còn buông còn từ từ. Cho nên cái đại học chung là cái chung lớn để nó có đủ khả năng nó vang tiếng thức tỉnh nhiều người. Quý vị nhớ Việt Nam hồi xưa, Việt Nam mình nghèo, xóm làng nó có đồng hồ phải không? Thức dậy đi làm nhờ gì? Nhờ chuông chùa. Nhờ chuông chùa, thế mà nghe chuông chùa mà thỉnh lên biết là 3 giờ sáng rồi đó. Không, ngủ thẳng giấc chẳng lo. Mà thế mà nghe chuông chùa mà đổ lên là biết 3 giờ rồi đó, 3 giờ khuya rồi đó. Chuẩn bị thức dậy đi mần. Chuông chùa thân rã mười phương mộc, cửa Phật đây rồi tôi thấy đây. À, thưa thầy, thầy có bệnh không? Thank you for your question. Cảm ơn đang bệnh. Nhưng mà tại lỡ ký contract rồi. Con cảm ơn thầy đã hoan hỷ dời gót Phật đến chùa Bảo Quang dạo dắt. Gót em trai rồi. Giờ mấy bà neo vào. Thưa thầy, có một lần con nghe một vị sư trên YouTube nói chùa của chúng con không ở được, có phải vậy không? Thầy, vì chùa Bảo Quang con biết cũng khá lâu nhưng không có vị sư nào ở được lâu hết. Xin thầy quan nghĩa giải thích cho chúng con biết. Vì con luôn mong muốn có một vị trụ trì cho chùa. Ni sư ở đây 7 năm rồi là không sao hết. Thưa đại chúng, trong kinh có câu kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán phiên âm là già lam, chữ già lam là tiếng âm từ Ấn Độ, chữ già lam chưa có nghĩa, chữ già lam là tiếng phiên âm từ Ấn Độ, Sangharama, người Tích Lan và người Mihara. Chữ già lam được dịch nghĩa là tịnh địa. Tịnh địa là gì? Là đất sạch. Cho nên chúng ta còn được chùa gọi chùa là tinh xá, chứ không phải tịnh xá, tinh xá. Chữ tinh là trong sạch, chữ xá là nhà, nhà trong sạch gọi là tinh xá. Và chúng ta cái tinh xá đó để những người sống tịnh ở đó. Cho nên vấn đề không phải là đất đó xấu, không phải là cục đất đó xấu, không phải là ai trù ém cái cục đất đó, mà tại vì đất tâm chưa vững thì làm sao đất ngoài nó vững. Trước khi xây chùa phải xây lòng người. Lòng người mà có thì 10 chùa cũng có. Cho nên không phải cái vấn đề là do ai làm gì hay chùa này xấu ém gì rồi giờ làm gì. Cái cách chúng ta hành xử bây giờ, thưa đại chúng, là hai vợ chồng sống với nhau đấy mà không hiểu nhau thì là thế nào cái nhà đó cũng có ngày sang đất cho người khác. Sự thật đó là vậy. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Bây giờ quan trọng là tâm người. Quý vị thương Tam Bảo, đừng quan tâm chuyện ai hết, cứ lo cho Tam Bảo. Bây giờ Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện nhỏ, không có mấy lần rồi nhưng mà kể nữa nó phù hợp với cái chuyện này. Thì có một cái người đó hôm lên gặp ông thầy trụ trì, nói thầy ơi, bữa nay con xin nghỉ đi chùa, từ nay về sau con không tới đây nữa, ổng phụ một việc gì nữa hết. Thầy hỏi tại sao? Nếu con giận bà 5, bà 7, bà 8, bà 3, bà 2 gì giận hết cả chùa.
Cái ông thầy mới nói thôi được rồi, trước khi con nghỉ á, con hãy đi lấy cái chén nước á, con đi từ phòng thầy lên chánh điện, rồi từ chánh điện trở lại phòng thầy, mà với điều kiện là chén nước không có rớt ra ngoài giọt nào hết. Thì ông này cũng đi trang vậy đó, tới phòng không rớt ra giọt. Ông thầy đi tới về, ông thầy mới hỏi có rớt giọt nào không? Con nói dạ không. Ông thầy tại sao con không rớt, con chắc không? Con bảo đảm với thầy, tại vì con đi con chú ý nó dữ lắm, con chú ý dữ lắm cho nên con không có rớt một giọt nào hết. Ông thầy nói mà con có gặp bà Tám trên đường? Dạ không, con không thấy ai hết á, con chỉ lo chú ý chén nước của mình thôi. Ông thầy nói vậy con tại sao con phải nghi đi? Khi con vô chùa, chén nước là một đối tượng để con chú ý, thì con không rớt một giọt nào. Con vô chùa làm việc, con chú ý việc của con, không chú ý việc người thì mắc gì con nghĩ. Như mình bưng một chén nước vậy. Quý vị hiểu và nói không? Mình bưng chén nước không rơi rớt là tại mình lo chú. Thật sự trên đường đi có bà Năm bà Tám xuất hiện không? Có. Nhưng tại sao mình không thấy? Vì mình bận chú tâm chén nước. Thì trên cuộc đời sống này của chúng ta cũng vậy, có vô cùng vô vàn những khó khăn. Nhưng mà quan trọng là chúng ta chú ý việc chúng ta làm. Thưa đại chúng, không có việc gì chúng ta làm mà không có người soi mói và chỉ trích. Cái quan trọng là chúng ta hướng tâm việc làm của chúng ta. Đừng thẹn lòng chứ đừng sợ mang tiếng. Tại vì tiếng thế nào cũng phải mang, vì thế nào cũng có tiếng. Không nổi thì mang. Thể nổi tiếng là có mang tiếng. Cho nên mang tiếng cũng là chuyện bình thường trong sự nổi tiếng. Còn nếu nói đúng hơn, nổi tiếng cũng là mang tiếng. Chẳng qua kêu hai từ nó khác thôi. Thí dụ như mang tiếng, nói nổi tiếng được không? Được, nổi tiếng xấu. Nổi tiếng trộm cắp, nổi tiếng ăn gian, nổi tiếng hung dữ cũng là một dạng nổi tiếng. Cho nên nổi tiếng hay là mang tiếng cũng là ăn chữ thôi. Mà tại vì mình quy định mang tiếng là xấu và nổi tiếng là tốt. Nhưng có đôi khi người ta dùng chữ nổi tiếng một cách khác hơn. Trời ơi, cái ông đó ăn cắp nổi tiếng luôn. Cho nên quan trọng là sống không thẹn lòng, chứ không phải là không mang tiếng hay là nổi tiếng. Vậy được rồi ha. A Di Đà Phật, con có câu hỏi. Con là thợ làm neo. Tiệm con làm gần 30 người thợ neo và tóc. Vì tiệm cũng lớn và vì muốn giữ khách hàng cho vệ sinh cho tiệm, chúng con phải dùng bao bọc ghế làm chân, bọc đựng kèm và bao tay sau mỗi người khách bỏ đi, và dụng cụ khác vân vân. Những ngày cuối tuần thì khách đông và số lượng dùng cũng tăng lên và số lượng rác rất nhiều. Như vậy mặc dù chúng con cũng không muốn mà công việc bắt phải đúng luật, vậy chúng con có bị giảm phước không? Vị Phật tử này rất có lòng, xin tán thán công đức. Và cũng xin nói là không có sao hết. Tại sao? Bởi vì chúng ta làm đúng luật vệ sinh mà người ta quy định. Chúng ta làm đúng mức, chứ chúng ta không phung phí thì cái đó không có lỗi. Nhưng mà ngược lại, ví dụ người ta quy định phải làm như vậy để vệ sinh mà mình ăn gian mình không làm, cái đó mới lỗi. Còn cái gì mình làm đúng luật. Cho nên thưa đại chúng, Phật hay lắm. Trước khi Phật mất, Phật dặn 4 điều. Cái gì mà tôi không nói, tôi chưa ngăn cấm, nhưng sau này ở nơi quý vị sống mà người điều đó không nên làm, quý vị không nên làm. Hay không? Điều gì mà tôi không ngăn cấm mà trong tương lai người ta ngăn cấm, quý vị cũng phải làm theo trường hợp đó. Cho nên Đức Phật không nói Ngài là chân lý, mà những gì Ngài nói nó phù hợp ở cái thời điểm của Ngài. Nhưng mà Phật là người tuệ giác, mà Phật biết thế nào xã hội sẽ thay đổi, mọi việc nó sẽ thay đổi. Cho nên Phật nói một điều để mình biết rằng những gì Phật không cấm, nhưng hiện nay chúng ta đang sống một xã hội mà người ta cấm, mình nên làm. Chứ không nên nói rằng tôi là đạo Phật, Phật không nói chuyện này cho nên tôi làm. Ví dụ thời Phật không có cell phone,
Cho nên trong giới luật không có câu là không được vừa nói phone vừa lái xe. Bây giờ luật người ta cấm cái mình nói không, tôi không điểu luật Phật rồi. Phật không cấm vụ nói phone lái xe cho nên tôi nói tiếp. Như vậy mình đúng hay sai? Mình không phải là người đạo Phật. Đạo Phật là người luôn luôn sống thích ứng thời hợp mọi hoàn cảnh, mọi luật pháp để chúng ta không vi phạm. Phật không cấm nhưng xã hội hiện nay đang cấm là phải làm. Thí dụ như thời Phật á, Phật không có cho ăn đồ ăn quá đêm. Thức ăn quá đêm là không được ăn. Nhờ Phật cấm đúng không? Những gì tôi cấm mà trong xã hội tương lai không cấm. Ví dụ bây giờ mình có tủ lạnh, mình có microwave, như vậy mình ăn đồ cách đêm có tội không? Không. Tại vì mình cấm được cái thức ăn đó, mà mình có một cái đồ hâm thì điều đó đâu có sao. Dĩ nhiên Phật cấm là bởi vì lúc đó đi khất thực, chè, xôi, cà ri, rồi canh gì trộn chung một cái bình bát đó để ăn. Mà ăn không hết mà để lại qua đêm là ngày mai ăn chết giấc đó. Mà nếu mà bệnh mà cứ vô kia ngồi hoài lấy gì tốn. Bây giờ ăn vô chọn bụng vô kia ngồi hoài tốn gì. Sức khỏe không có sao tốn. Cho quý vị thấy Phật văn minh không? Quý vị thấy Đức Phật rất văn minh và Đức Phật rất dân chủ và Đức Phật rất biết việc. Vậy thì mình tôn thờ Đức Phật là thầy chứ chẳng phải là thánh thần gì hết. Vậy sao không quy y Phật? Lời dạy quá chân lý mà tại sao không quy y Pháp? Sống đúng với Phật là mình luôn luôn thống lý đại chúng, vì mình hội nhập được với đại chúng cho nên nhất thiết vô ngại. Có gì quan ngại đâu mà không quy y Tăng. Chị quy Tăng bảo không có gì trở ngại hết. Thôi hết giờ. Sau buổi sinh hoạt Phật Pháp chúng ta có một vài câu hỏi, thì hy vọng rằng quý vị có niềm vui, có an lạc trong khi chúng ta cùng sinh hoạt với nhau. Và nếu có điều gì sơ thất mong để chúng quan nghĩ bỏ qua cho để trước khi chúng ta đi sang học, xin đại chúng cùng chúng ta đổi. Xin được một lần nữa cảm ơn Nguyễn Hy Sơn, Chư Tôn Đức cũng như toàn thể quý vị trong ban hộ trì tâm bảo của Chùa Bảo Quang cũng như Phật tử gần xa. Mọi người một tay để cho buổi tối hôm nay được thành tổ viên mãn, cũng như sự hiện diện đông đủ của đại chúng, để chúng ta cùng thờ phụng. Nguyện đem công